Nhà mình chỉ còn được 4 hũ body code này đúng không? 4 hũ hả? Còn có nhiêu đây hết hả? Thôi, còn nhiêu đây hết thì mình làm chương trình cho 4 chị hơn nhất buổi chiều hôm nay đi. Chị nào hơn thì được nha mấy chị nha. Em giờ em buồn buồn em bán xàm xàm cho vui. Một hũ body code. Một hũ body code nha. Một nạ nhau thai cừu nha. Và một hộp nạ nha. Rồi combo này em bán 100. Bán 4 combo thôi. Tại vì đây mấy chị nè, em bán cho mấy chị thứ nhất là một set nạ cừu của chích mẹ rồi. Rất là có 30 mấy ngàn lỗ nặng rồi. Cái này giá 45 là mình nhập về 42, 43 ngàn. 43 với cái này đáng lẽ là 39 là mình nhập vô 35 ngàn rồi. 35 với 145 là 80 rồi. 80 với cái hũ này mình nhập vô là 30 mấy ngàn nữa. Chết mẹ rồi. Thôi kệ nó đi, lỡ rồi. Rồi combo này em xem mấy chị là 100 ngàn. Là gồm một set nạ cừu của Nhật nha. Là một set nạ được đựng trong cái hộp như vậy nè. Và một chai body code nè. Và một tiếp sữa rửa mặt nhau thai 100 ngàn. Combo 100. Mấy chị chốt em combo 100 đi. Combo nạ sữa rửa mặt và body luôn ha. Cái này là sữa rửa mặt cừu, nạ cừu và body code. Rồi 100 ngàn combo nha mấy chị nha. Chốt đơn đi giúp em. Rồi được 4 chị thôi nha. Đầu live stream mới được thôi. Em bán lỗ. Bán lỗ cái combo demo này. Bán lỗ hết mười mấy ngàn. Rồi chị đã lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Nè, cái này là set này em sale 30 ngàn. Set này em sale 30 ngàn nha. Cho 4 chị duy nhất được thôi. Thứ nhất là một hộp nạ cừu. Thứ hai là một tiếp sữa rửa mặt. Và thứ ba nữa là một khẩu body code. Combo 100 ngàn 3 món nha. Quá đỉnh luôn. Rồi quá đỉnh rồi. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp em nha. Chị nào lấy comment đi giúp em. Quá trời đất rẻ luôn. Ưu tiên nha. Ưu tiên cho 4 chị thôi. Quá rẻ luôn nha. Là một set nạ cừu, một tiếp sữa rửa mặt cừu và một khẩu body code nha. Rồi combo 100. Combo 100 chốt đơn đi giúp Hoàng nha mấy chị nha. Đây, thằng like nhanh thôi nha. Đây nè, còn nè. Body code này là chăm body, cái này là chăm cho mặt luôn. Rồi chốt đơn đi giúp em. Combo 100 ngàn chốt cho 4 chị thôi. Đây còn có 4 món à. Serum vàng hả? Serum vàng là Hoàng còn ít á, xe 45 ngàn. Serum vàng 45. Serum vàng là Hoàng xe 45 ngàn. Trời, cái áo màu rê này còn sót. Rồi mấy chị chấm bài đi giúp Hoài nha. Chị nào muốn like cái gì thường like cái đó. Nhân viên giờ nó đi chốt đơn hết rồi. Không còn ai nữa hết. Hằng ưng Hằng like tí cho vui thôi. Like tí cho vui thôi. Áo chống nắng đâu chị. Cái này là bộ thiết kế chị. 5-7kg mặc vừa đó là bộ thiết kế. Chứ không phải áo chống nắng đâu mấy chị nha. Rồi bây giờ em sale cái này cho mấy chị nè. Bán đầu live stream bán vui vui thôi. Kệ chuột rồi không có hàng em. Kệ chuột không có hàng. Bộ chữ này 25 ngàn mấy chị nè. 57kg mặt vừa bộ chữ 25. Chữ vàng 25 nha. Có bộ chữ vàng 25. Giờ Hoàng cứ bán đồng giá 25 ngàn. Chị nào muốn mua món nào thì mua. Chữ vàng nha. Chữ vàng này 25. Chữ vàng 25 nha mấy chị nha. Còn xe chị nào muốn dồn thêm thì dồn. Không em. Chữ vàng 25 nha. Rồi chị nào lái chốt với Hoàng là đùi đỏ 25 ngàn. Form này là 57kg trở lại mặt vừa nha. 57kg trở lại mặt vừa. Đùi đỏ sale 25 luôn. Đùi đỏ sale 25 ngàn luôn mấy chị ơi. Đùi đỏ sale 25. Áo nam này là cỡ tầm 55-56kg mặt vừa 25 ngàn luôn. Xám nam 25 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng. Xám nam 25 nha. Xám nam 25 ngàn. Chữ vàng ok cho Nguyễn Phụng này 25 nè. Đây bỏ bị vô đây. Cái này Hoàng like vui vui thôi. Like vui vui thôi còn. Mớ like vui vui cho vui nhà vui cửa thôi. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt với giúp Hoàng là chữ tím này sale 25 luôn. Tím này sale 25 ngàn luôn. Ưng thì bán vui 1-2 mẫu xuống live stream thôi mấy chị ơi. Nhân viên nó chốt đơn là đỏ 25 ok Nguyễn Phụng luôn. Rồi xám 25 ok cho Ngọc Duy. Này này đây nè. Bỏ màu xám vô tím nha. Bộ tím này 25. Tím chữ 25 ngàn luôn. Tím chữ 25. Tím chữ này 25 nha. Cái này 38kg đến 54kg mang vừa. 38 đến 54 nha.
3854 xám hả? Xám không biết có còn không nữa. Xám em không biết có còn không nữa mấy chị ơi. Rồi tím 25 nha, bò sữa 25. 38-54 ký mặt vừa nha, bò sữa 25.000. 38-54 bò sữa 25.000 nha mấy chị nha. Bò sữa này em sale 25. Xám 25, bò sữa 25. Sale đại cho vui vậy. Xám 25, bò sữa 25. Rồi cái này mấy chị chốt với Giúp Hoàng là chữ hồng 25.000 luôn. Gấu hồng này 25. Gấu hồng này 25.000, chốt đơn đi Giúp Hoàng. Gấu hồng 25 nha. Chị nào lấy chốt với Giúp Hoàng là gấu hồng sale 25.000. Gấu hồng 25.000, chốt đơn đi Giúp Hoàng. Này mấy chị chốt với Giúp Hoàng là gấu xanh 25.000. Gấu xanh 25, chốt đơn đi nha. Xám có một cái thôi mấy chị ơi, có một cái màu xám thôi hết rồi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em gấu xanh 25 nha. Em sale nhanh cho mấy chị rồi em xuống like luôn. Hana là 45.000 em. Dung dịch vệ sinh Hana chị sale 45. Dung dịch Hana chị sale 45. Còn mấy chai? 2-3 chai. Sale 45 nha, 2-3 chai à. Có 2-3 chai à. Gấu hồng là ok, gốc nhỏ trong tim. Khách mới cho Hoàng xin thông tin nè, số điện thoại nè. Bò vàng 25.000. Bò vàng là hàng sale 25 nha. Cái này là 38 cho đến mấy chị là 55kg mặt vừa. 38-55 bò vàng 25. 38-55 nha. 38kg đến 55kg mà em vừa chốt đơn đúng không? 25. Lập thể 25.000 này. Lập thể dễ thương này. Lập thể dễ thương lắm. Lập thể là cưng lắm nha. Lập thể 25 chốt đơn đi giúp Hoàng. Bộ lập thể này nó bị bụi nè Hoàng tặng nha. Bộ này chốt đi giúp Hoàng là tặng đi. Bộ này nó bị bụi nè Hoàng tặng. Bộ này nó hơi bụi nè Hoàng tặng nha. Bộ này nó bụi nè Hoàng tặng nha. Trọn thị phạm phọn không cho thông tin em ơi. Gấu vàng. Gấu vàng hả? Đâu có gấu vàng đâu. Gấu hồng với gấu xanh thôi, đâu có gấu vàng. Mà lúc nãy em đặt hàng không có cho thông tin em ơi. Tặng là Tiger Smell. Tiger Smell. Lúc nãy là không cho thông tin em ơi. Đặt hàng lúc nãy không cho thông tin. Rồi cái này chốt đi Giúp Hoàng là mã số 1 này. Cái này mã 1 nha. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1. 38-55. 38kg 55kg mặt vừa chốt đơn đi Giúp Hoàng là mã số 1. Mã số 1 chốt đơn nha. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 Giúp Hoàng. Mã 1 chốt đơn lên Giúp Hoàng mấy người đẹp ơi. Mã số 1 comment nha. Số 1 comment lên Giúp Hoàng. Số 1 comment lên Giúp Hoàng là mã số 1 nha. Này hàng like nhanh. Hana Nguyễn Tuyền 45.000. Hana hàng xe 45 đưa cho Hana cho mẹ cái đi. Cái này mấy chị chốt đi Giúp Hoàng là gấu nha. Gấu 25.000. 56-57 ký mặt vừa. 56-57 ký mặt vừa đây nè. 56-57 ký trở lại mặt vừa 25. Gấu 25 chốt đơn đi Giúp Hoàng là gấu 25. Hana còn được 2-3 chai mấy chị. Sale mấy chị là 45.000 chai. Dung dịch vệ sinh vùng kính Hana 140 sale 45 nha. 140 Hoàng sale 45.000. Hàng rất là xịn sò luôn. Rửa sạch cho vùng kính, giúp vùng kính sạch sẽ thơm tho mấy chị nha. Xe khích luôn. Ôi rất sạch sẽ luôn. Rồi chị nào lấy chốt đi Giúp Hoàng là Hana nha. Có mấy quạt phải qua đây đi. Hana mấy chị chốt đơn đi Giúp Hoàng là Hana 45. Hana hồi sale mấy chị 45.000. Hana sale 45 nha. Hana cho Nguyễn Tuyền. Gấu ok cho Nguyễn Tuyền. Gấu ok cho Nguyễn Tuyền nè. Gấu cho Nguyễn Tuyền ok. Trời ơi bộ dễ thương quá à. Bộ dễ thương quá à. Cưng ha. Trời ơi, bộ con hổ dễ thương chưa? Bộ này dễ thương lắm mấy chị. Cái này là tầm cỡ 35kg nha, cho đến cỡ tầm 45kg mặt vừa. 35 đến 45 bé nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là bộ bé 25. Bộ bé 25 nha. Bé size đại 25, bộ bé dễ thương lắm có ri nè. Bé 25 chốt lên chú Hoàng. 35 đến 48kg. 35 đến 48kg mặt vừa mấy chị chốt lên chú Hoàng là bộ bé nha. Bộ bé chốt đơn 35kg đến 48kg trời cưng xỉu. Rồi bộ bé 25.000 chị này hình con hổ luôn nè. Dễ thương chưa. Bộ bé nha 35 cho đến cỡ 45kg mang vừa. 35-45
35kg đến 45kg. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng là bộ bé 25. Bộ bé là hàng sale với chị 25 nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng là bộ bé nha. Chị nào lấy bé comment bé giúp Hoàng. Sale với chị luôn 25.000. Chốt đơn đi giúp Hoàng. Bé 25, bé 25. Bé 25 chốt đơn nha mấy chị nha. Trời ơi, cái này là gấu xanh nè. Gấu xanh nha, 25.000. Chốt đơn đi giúp Hoàng. Gấu xanh này 57kg mặt vừa, 25. Gấu xanh 25, 57kg mặt vừa bộ gấu xanh, 25.000 nha mấy chị nha. Thì nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là gấu xanh 25.000. 57kg mặt vừa gấu xanh 25. Hàng xả luôn cho mấy chị nên là giá 25.000 chứ không có giá 25 đâu. Này còn sót 1-2 bộ hàng sale 25. Trắng cu xì nè, hàng sale 25 nè. Áo thun phơm rộng tay lỡ 40-65kg may vừa nha. Trắng cu xì 25. Rồi mấy chị chấm bài lên chú Hoàng. Mấy chị ơi, có chị nào xem thì Hoàng like, không Hoàng xuống luôn, nghỉ luôn cho khỏe. Hôm nay Hoàng xuống bất ngờ á. Có nhiều chị nhắn tin là cho mua thêm đó, lại thêm xịu nữa nè. Rồi trắng gu xì với Hoài với chị 25. Cái này là form 40-65 nha. 40kg 65kg mang vừa. Rồi chốt đơn với Hoài mấy chị. Trắng gu xì. Cái mã này là trắng số 2 nè. Chị nào lấy trắng 2 chốt đơn đi giúp Hoài là trắng 2. Form này là 40kg 65kg mang vừa với chị nha. 25. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoài là trắng 2. Chị nào lấy trắng 2 comment cho Hoàng là trắng 2. Giờ ăn no thì nó lại buồn ngủ. Thật là vãi chữ. Rồi gấu xanh ok chị Liên Sơn Hải này. Gấu xanh. Khách mới cho em xin số điện thoại mấy chị ơi. Khách mới cho em xin số điện thoại nha. Rồi cái quần caro này là 40kg đến 57kg mang vừa. Quần có túi nha, đẹp lắm, em sale 25. Caro 25.000 cho em. 40kg đến 57kg. 40kg đến 57kg mấy chị nha. Chốt em là quần caro em sale 25. Quần caro em xả mấy chị 25.000. Chốt đơn đi giúp em là quần caro. Caro 25 nha mấy chị nha. Caro này em xả mấy chị 25. Chốt đơn đi giúp em. Caro 25.000. Caro 25.000. Áo đỏ giống như em mặc đỏ hình mấy chị nè. Còn 2 cái nha. Em sale mấy chị là đỏ hình giá 25 luôn. Cái này là form 40-65kg mang vừa. Rất đẹp ơi là đẹp luôn, em đang mặc nha. 40-65 đỏ hình cho em nha. Rồi khách mới mấy chị đặt hàng nhớ cho em số điện thoại nha mấy chị nha. Đặt hàng là nhớ cho em số điện thoại. Rồi chị nói lại chốt đơn giúp em. Rồi ok. Cái này chốt này giúp em là ngố vàng, em xem với chị 25 luôn. Form này là 40kg nha. Cho đến mấy chị là 56-57kg ok. Vàng 25.000 chốt đơn đi giúp em. Vàng 25 chốt đơn nha. Ngố vàng 25. Đỏ 25 ok cho pha xà. Ngố vàng này em xem với chị 25 nha. Ngố vàng 25 chốt đơn đi giúp em. 40-56-57kg nha. Caro 25 ok. Hot Hot Long Liên ok. Caro này 25 này. Rồi cái bộ ngố sập hồng này 25 mấy chị. Bộ ngố sập hồng này 25.000. Cái này là 40kg đến cỡ 57-58kg mặt vừa. Chốt đơn đi giúp em là sập hồng 25. 40kg đến 57kg mang vừa nha. Sập hồng sale mấy chị 25.000. Sập hồng sale 25 nha. Chốt đơn đi giúp em sập hồng 25. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em là gấu xanh 25 nè. Form này là 40kg đến 57kg mang vừa nha. Đẹp tuyệt vời luôn, bộ ngố mà giá 25.000, bao giá toàn Facebook mấy chị nha. Rồi 25. Rồi chị nào lấy chốt em là gấu xanh 25. Ngố chứ không phải đùi đâu. Đùi mà đùi cũng không có giá này luôn nữa là ngố. Rồi chấm chấm bài lên giúp em mấy chị ơi, mấy chị có xem nữa không em like. Mấy chị có xem nữa không, hay chiều mấy chị nghỉ hết thì em nghỉ luôn, phải like. Đỡ mệt, mai like tiếp. Cái em cũng đang buồn ngủ quá trời. Em cái áo mà 15.000 này, còn cái áo này đây nè. Áo 15.000 nè. Cái mùi gì vậy? Gấu xanh ok pha xà nè. Gấu xanh ok nè. Gấu xanh cho pha xà nè. Áo này 15.000 nè. Ở ra ngoài xào coi thử thấy cái áo nào không? Bỏ phiếu qua đó đi.
Cái áo này 15.000, áo mấy chị chốt đơn đi giúp Hoài. Áo 15 luôn, sale mấy chị luôn nha. Form này 40-65, 15.000 chốt đơn đi giúp Hoài. Áo này 15, áo này sale mấy chị 15. Trời mưa mùi cống vừa lên hả? Áo 15.000 nha. Áo hoa này mấy chị Hoài xả luôn mấy chị 20.000, 57kg trở lại mặt vừa, sale 20 luôn nha. 57kg trở lại mặt vừa, sale 20.000, không có quần rinh mấy chị. Áo 15 ok Lê Ngọc. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng là áo hoa này hàng xả 20.000 luôn, ghi lại bỏ phiếu đi đây. Rồi áo hoa này sale mấy chị 20.000 luôn. 57kg trở lại mặt vừa nha. 57kg mặt vừa chốt đơn lên giúp Hoàng là áo hoa sale 20.000. Áo hoa sale 20. Lê Ngọc áo 15 là áo này nè, bộ gấu thì bỏ vô có bộ gấu xanh đó. Ủa sao này hả? Gấu xanh đọc thử coi. Gấu xanh 25. Đúng rồi. Áo 15 thì bỏ luôn cái hot lông cờ li vô cái áo đó 15 đó luôn. Nếu nữa cô Mai với cô Thảo mà có tìm thấy cái áo đó thì chốt, còn cái không thì thôi. Bởi vì cái mẫu đó hiện tại đây mình thấy có áo thôi. Hai hộp khẩu trang xám ok Uyên Thùy. Xám hai hộp sale luôn 50.000. Rồi một cái áo loan tay dài 25. Loan tay dài nha mấy chị nha, 65kg mặt vừa 25.000 luôn. Rồi lấy khẩu trang xám. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp Hoài. Loan nha, xem mấy chị loan. Loan nó 65kg mang vừa. Một cái hồng kiểu này, đẹp ơi là đẹp luôn nha, đẹp ơi luôn. Quá trời đất đẹp luôn. 40kg đấy, cỡ tầm là 55kg mặt vừa nha, hồng kiểu 25. Hồng kiểu 25 chốt đơn lên giúp Hoài. Hồng kiểu 25 chốt đơn. Trời ơi, hai áo của khách không đủ đơn được hoàn xả luôn. Hai áo này giá là 30.000 luôn nha. Hai áo kiểu giá 30. Cái này là từ 35kg đến cỡ tầm 55kg mà em vừa. 35 55 có hai áo này, sale luôn. 35kg đến 55kg mà em vừa nha. Hai áo 30.000 chốt đơn đi giúp mày. Hai áo 30 nha, 35 đến 55. Trời ơi, cái áo đẹp tuyệt vời luôn. Loan ok 25 cho Lê Kiều nè. Loan cho Lê Kiều. Áo hoa 20 ok cho Loan Kim nè. Khách mới cho em thông tin nha. Rồi hai áo kiểu này em xả giá 30. Một khách không đủ đơn em xả ra. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em. Cho xem khẩu trang đi qua bên. Mời khi qua bên kia lấy khẩu trang cho khách xem. Rồi khách mới đặt hàng mấy chị nhớ cho em thông tin nha. Rồi cái này là chuột Bicky. Cái bộ này là em bán là tới 35.000 bộ lận. Giờ còn mấy bộ em xem mấy chị là 100.000 4 bộ nha. Chuột nha, cái này em không có xé lẻ nha. Bộ chuột này em xem mấy chị là 100.000 4 chuột. Cái này em không có xé lẻ. Chuột 3D rất là đẹp luôn. Chuột 3D nha. Rồi, chuột 3D đẹp ơi là đẹp luôn. 100.000 4 bộ chuột. Cái này là từ 38kg đến 55kg mà em vừa. 38 đến 55. Chuột 3D nha. Rồi, 4 bộ 100.000 chốt đơn này với em là 4 chuột em xem với chị 100 nha. Bộ đùi xịn này bán shop, bán siêu thị 60-70.000 bộ luôn. Rồi chốt đơn này với em là chuột 4 chuột 4 màu 100. Còn sót 1 ri duy nhất thôi. 4 chuột 4 màu em xem với chị 100 nha. 0398815707. Rồi ok chị Nguyễn Loan. Rồi chị nào lấy chốt em là chuột nha với chị nha. 4 chuột này em xem mấy chị 100.000. Hàng này em không xé lẻ nha. 4 chuột 4 màu. Hàng chuột cao cấp bán siêu thị nha. 4 bộ chuột này em xem 100. Chi nữa? 4 bộ chuột xem 100. Hộp khẩu trang bỏ vô chưa? Lấy hai hộp khẩu trang bỏ vô. 4 bộ chuột 100.000 mấy chị nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi em không có xé lẻ mẫu này. Bộ chuột bất kỳ dễ thương đây nè. Để lấy một bộ đi mặc để tặng cho mấy cô coi. Rồi bộ chuột này đẹp cực kỳ luôn đi ha. Rồi lấy bộ chuột này đi mặc luôn đi. 4 bộ chuột nha. Dạ không, chuột này em bán từ 4 bộ mấy chị. Chuột này em bán từ 4 bộ nha. Rồi khẩu trang mấy chị nè, màu xám nha. Khẩu trang màu xám nè. Khẩu trang này là màu xanh nè. Hai hộp là 50.000. Một hộp là 50 cái. Một hộp là 50 cái khẩu trang. Hàng công ty đàng hoàng mấy chị nha. Hàng công ty rất là xịn sò nha. 4 lớp một hộp là 50 cái. Rồi người lớn mình thì có hai màu, xanh và xám. 50.000 hai hộp.
Khẩu trang bé thì 55.000 hai hộp. Bé gái thì nó có, cái này là bé trai thì là màu xanh trắng này. Bé gái thì có màu hồng trắng nha. Rồi chốt đơn đi các bạn. Khẩu trang bé gái hoặc khẩu trang bé trai hai hộp 55. Còn khẩu trang người lớn hai hộp 50 cho em. Có mẫu thì em bán lẻ chị, có mẫu em bán lẻ. Mấy chị muốn mua mẫu lẻ thì em có mẫu lẻ. Mấy chị muốn mua mẫu lẻ em có mẫu lẻ luôn. Mẫu nào cũng có, tùy theo mẫu, có mẫu em bán lẻ. Cái mẫu gấu này em có xé lẻ nè. Mẫu gấu này em có xé lẻ tùy mẫu. Mẫu nào bị hết rồi thì em 35 xem chuột hả? Chuột nhóc nhà em đang mặc đẹp lắm nè. Rồi đây coi đây. Chuột là 4 bộ 100.000. Con nhóc nhà em 38 kg. 40 trăm riêng chứ gì nha mấy con coi. 4 bộ chuột 100.000. Rồi đi ra đây. 4 bộ chuột 100 đó mấy chị. Có được cỡ tầm mười mấy bộ à, em sale luôn nha. 4 bộ chuột em sale luôn 100.000. 40 100, 40 100. 4 bộ chuột em sale 100.000. Ơ bộ chuột mới tháo một bộ đâu mất tiêu rồi. À 4 bộ chuột sale 100.000 mấy chị. 4 bộ 4 màu nha, sale 100. 4 bộ 4 màu sale 100.000 4 bộ nha. 38 kg đến cỡ 55 kg trở lại mặt vừa mấy chị. 38 đến 55 chuột Mickey nha, đẹp cực kỳ luôn. 4 chuột này em sale 100. Tại có ít nè, không có xé ra, hàng này có thì không xé. Chị Tuyết Lê 4 chuột ok. Nhóc nhẹ có mặt là 4 bộ là 4 màu. 4 bộ chuột là 4 màu ok nè. Cho chị Tuyết Lê nè. 4 bộ chuột về 4 màu nha. 4 chuột 4 màu cho em. Ui to chứ không phải của bé hả? Dạ bé từ 38 kg mấy chị. Nhóc nhà nó đang mặc đó. Từ 38 kg đến 55 kg chị. Bé thì không phải là bé bé nhỡ nhỡ chứ đâu phải bé chút xíu mấy chị. Đồ này bé là bé nhỡ chứ không phải bé xíu xíu. Chị có lấy không mà báo em, không lấy thì em bỏ ra. Cái này là bé nhưng mà bé là phải bé nhỡ. Như bé nhóc nhà em đó 38 kg trở lên. Cho đến mấy chị 55 kg. Ri tém tém cái này vô mấy ri kìa. Nó đổ ra kìa. Đổ đồ ra vậy nó chút nó lộn qua chỗ khác á. Tém cái đổ lên đây coi. 4 bộ 100 mấy chị. Mẫu này em bán 4 bộ 100. Đi vô đây cho mấy cô xem. Cái này em nói rồi, cái này là từ 38 kg mấy chị. 38 kg cho đến mấy chị là 55 kg. 38, 55 tại cái chất này giãn mà. Nó còn em bé thì nó vậy. Còn mấy chị lớn thì khác là đi vô đây đi. Dạ không có đồ mười mấy ký đâu mấy chị. Mười mấy ký rồi chốt đơn đi các bạn. Chuột thì em có ít em sale nha. Em chỉ chốt 4 bộ thôi. Chị nào mua lẻ cũng không bán. Cái mẫu này em không có bán lẻ. Mẫu này là em không có bán lẻ. Chị nào mua lẻ cũng không có chốt nha. Bộ này em bán từ 4 bộ. Hàng này là ba mấy ký là mặc vô tư mấy chị. 4 bộ em sale 100. Chị nào lấy 4 bộ thì chốt 4 bộ thôi. Chứ cái mẫu này em không có xé lẻ. 100.000 bạc rẻ ợm. Ra chợ mấy chị cũng tầm 100.000. Mấy chị cũng chưa chắc mua được đồ cho con mình mặc nữa. Ra chợ mấy chị cầm 100.000. Ra chợ giờ mấy chị còn làm gì mua được đồ cho con mình mặc. Cái này 4 bộ có 100.000 chứ nhiêu. Em chỉ chốt từ 4 bộ thôi nha. Cái mẫu này là em không có xé lẻ đâu. Chị nào lấy thì chốt đơn giúp em. Mẫu mà nó còn theo win theo ri này là em không xé lẻ. Bé nhỏ này cũng đang học lớp 4. 30 mấy ký. Cái này từ 35 kg là mặc được nè. Bé này 35 kg là mặc ok. Bé này 35 kg ha. Nói chung là mấy cái đồ này là bé 35 kg là mặc được hết. Nhưng mà bé nhỏ hơn nữa thì không có vừa nha. Ít nhất là phải 35 kg. Cho đến cỡ 55 kg là ok. Ăn no thì cũng buồn ngủ. Đói thì cũng rung. Mà ăn no buồn ngủ quá. Rồi chị nào lấy thì báo em. Có chị nào khách cũ hồi nãy mà vô lại muốn xem cái gì không nói em cho xem nha. Là tự em ăn no thì em lại buồn ngủ quá, em lười quá. Em lười quá. Chục này là em chỉ bán 4 bộ thôi, em không có bán lẻ. Tùy mẫu, cái mẫu nào nó bị lộn xộn rồi thì bán lẻ. Còn cái mẫu nào nó đang còn theo ri theo cục thì em không có bán lẻ mấy chị. Bán lẻ là vậy là nó nát hết mẫu ra chút nữa. Bữa sau bán rất là khó nên là chị nào mà chốt thì cho em thông tin luôn. Rồi có mấy chị, có chị nào muốn xem cái gì không mấy chị? Chị nào muốn xem đồ bộ hay là áo kiểu hay là áo lẻ hay cái gì thì nói em like cho nha. Đồ đang lu bù lu ba đây.
Em cũng chưa biết like cái gì đây. Đồ nhiều quá mà đang lúng túng lủng củng. Cái này là mẫu này là mẫu gấu này. Nó bô rip like rồi. Thanh Thủy cái bộ đó là khách béo không có mặc vừa chị, 55kg là không có. Cái bộ đó là 55kg thôi nha, 55kg là không có lùng nha chị. Chứ 55kg lùng là không có may vừa đâu. Kiểu nó cũng chỉ là thun kiểu thôi chứ đó không có kiểu á chị ha. Kiểu là cũng chỉ là áo thun kiểu thôi chứ lần này em không có cái lô áo kiểu kia đâu. Ngày mai mới gọi điện chốt đơn, nhân viên em đang chốt ở bên ngoài, mấy chị em cũng không biết khi nào chốt đơn. Cái gấu đùi này mấy chị nè, thì em sale cho mấy chị là giá là 50.000 hai bộ. Cái này gấu đùi này em sale mấy chị là nói chung là 25.000 một bộ gấu. Mấy chị muốn mua mấy gấu thì được. Cái này cũng từ 35 đến 55 luôn. Áo kiểu không có mấy chị ơi, áo kiểu không có. Lô này không có áo kiểu em cũng bán hết rồi mà áo kiểu em nó thiệt luôn. Lúc đầu bán gì chứ lúc sau bán lỗ tụt quần luôn. Mà like từng cái cực lắm á, sắp tới em khỏi bán áo kiểu luôn. Áo kiểu cực lắm. Áo thun kiểu á em like nói chung là về mấy ngàn áo chứ like chị bán xong chút nữa xả không à. Nó còn sót lại đó, xả không đuối luôn. Sao tên sau này em bán đồ bộ thôi, em không bán áo nữa. Bộ có gia dụng thôi, có mỹ phẩm thôi, em không có bán áo kiểu nữa. Cực lắm. Mấy cái đồ bộ gì mà nó giả tỷ mình chạy quảng cáo rồi nó cũng được. Chứ còn mà ba cái áo kiểu mấy chị mua có một cái, rồi like. Like hả, 20 cái mới bán được một cái thì sức đâu mà like nổi mấy chị. Cái lời có 1.500 à. Cực lắm, em không có làm nổi luôn. Trúc Huỳnh ok 10 bộ gấu trùng màu. Trúc Huỳnh mà lấy gấu 10 bộ trùng màu em, nó bị trùng màu em có chịu không? Gấu này là nó bị trùng màu nên là đồ bộ mấy chị thấy không? Cái này là mấy chị mà coi đi á, muốn mua bao nhiêu thì không biết, nhưng mà mấy chị mà coi lại với khách sĩ nhà em á, người ta nhiều khi giờ người ta bận bán buôn, người ta không có coi thường xuyên. Nhưng mà người ta tối người ta xem lại livestream là cái mẫu này người ta chụp cái phật lại người ta gửi vào tin nhắn. Chị ơi lấy em 10 gấu này, 3 gấu kia, 5 gấu nọ là ra đơn thôi, là đi hàng thôi, đồ bộ á nó dễ. Áo kiểu á, cái nhiều cái họ chụp lại cũng làm gì còn. Cái mình còn thì like hoài không mua. Chứ mà cái mà chụp lại là nên áo kiểu mà cũng không có nữa mấy chị. Giờ hoàng chỉ có áo thun kiểu mà nhập 5.000 áo kìa. Bữa giờ like mệt hoàng không muốn like luôn. Lên mệt không muốn like. Like toàn là áo đẹp không á. Nhân viên nó nói sao đợt này áo thun mình đẹp quá trời luôn. Mà thấy chị like cũng rát cổ luôn mà. Cái tỷ lệ chốt nó không có được nhiều bằng mà hởm. Mệt lắm á, rát cổ. Hỏi vậy thôi chứ đưa lên đâu có chốt gì đâu, im re. Mệt thí mẹ ra. Thôi dẹp, mai sau mấy chị qua áo kiểu mấy chị đi mua mấy số khác mấy chị mới biết được là hoàn bán cho mấy chị rẻ cỡ nào. Không làm gì có. Nó cỡ tầm 4 màu em, 5 màu em, 5 màu. Cái bộ này hoàn chị hoàn có 5 màu nè. Có 5 màu, 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu. Cái gấu này chỉ có 5 màu. Em lấy 5 bộ thì được. Gấu này chỉ có 5 màu nè, 1 màu nha, 2 màu nè. Mai sau từ nay đến Tết hoàng chạy để hoàng bán đồ bộ, hoàng chạy quảng cáo được luôn. Đồ bộ này chạy quảng cáo 100.000 bốn bộ là bán sạch sẽ. Không còn tức tắc thôi. 5 màu em. Rồi em lấy 5 bộ 5 màu đi ha. Gấu nha, đẹp nữa mà rẻ nữa. Ai cũng mua được hết á. 5 bộ 5 màu nha. Em lấy 5 bộ thôi. Rồi em mua bộ khác 5 bộ. Chứ cái này mà em mua 10 bộ thì nó lại sẽ bị trùng rồi. Tại vì một ri của nó 10 bộ, nhưng mà 10 bộ thì nó sẽ là mỗi bộ 2 màu. Em lấy 5 bộ đi ha. Em lựa mẫu khác. Ok không? Ok, báo chị ok để chị chốt cho. 5 bộ 125.000. Quá rẻ luôn. Quá rẻ, có cái mẫu thì hồi cũng bán lẻ đó. Như áo kiểu này, nhập lô về á hả? Mấy cái áo kia bán được ba mấy, gánh mấy cái này đâu có vừa đâu. Gánh mấy cái này giờ like mười mấy ngàn cũng không ai mua nữa. Đi ơi, bỏ cái này vô giúp mẹ cái đây. Trúc Huỳnh nè, 5 bộ nè. 25.000 một bộ Duy Nguyễn mà chốt qua chốt từ 4 bộ. 25.000. Khoác vàng gì đâu ta? Khoác vàng 55 còn nè. Ủa khoác vàng này 55 cào còn nè. Ủa hồi nãy cái khoác vàng này mình còn hả Mai? Ủa đó lúc nãy quá trời người chốt luôn. Ủa chị đâu biết đâu, chị tưởng đâu là hết rồi. Quá trời người chốt luôn, tin nhắn quen quá trời người chốt luôn. Comment ai bị ẩn thì em chốt theo cho người ta. Chị đâu biết đâu, chị thấy treo đây có một cái. Chị tưởng là tụi em nhìn tin nhắn, nhìn comment đâu biết đâu. Rồi cái này chị đâu biết nó về theo ri đâu. Cỡ 58-60kg mặc vừa cái này nè. 58-60kg 55.000 nha. 55.000 chốt đơn đi chú Hoàng là khoác 55. Trời ơi khách chốt nhiều lắm. Khách chốt cả 7-8 cái, cả chục cái hàng chi. Giờ khách lại thấy treo lên tiếp. Hóa ra là nhân viên nó về hàng mà cũng không biết luôn, mà tưởng có một cái. Hóa ra là cái này còn 4-5 cái nè. Ô cái này 65kg cũng vừa nữa chứ. Cái này 65kg cũng vừa 55.000 nha. Dù hai lớp 55.
Cái này là ai chút nữa em chốt mà em thấy cái comment của họ mà ở dưới mà chị không có chấm bài cho người ta đó, tưởng có một cái mình đâu có chốt thêm. Cái này hàng sale với chị là 55, chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng 55 nha, khoác 55. Áo trắng sau lưng hả? Áo trắng sau lưng cái này bị bụi, hàng sale 10.000 đi. Áo này là của nam, cỡ tầm 55kg mặc vừa nhưng mà nó bụi, mấy chị chốt Hoàng mã bụi hàng sale 10.000. Mã bụi sale 10.000 nha. Khoác vàng 55 cho Mỹ Linh. Ri ơi, Ri đâu rồi thầy Mai? Ủa sao tự nhiên mình biểu nó đang bỏ phiếu con này, sao tự nhiên nó đi chơi trời. Đang bỏ phiếu mà đi chơi trời. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi Hoàng. Tào lao thì cái chứ. Đi chơi không xin phép luôn. Áo 10 ok cho Phạm nữa. Đi chơi mà không nói tiếng nào luôn. Tự nhiên đang bỏ phiếu đi chơi, bỏ của Tiết Lê kia ra em rồi. Cái khách đó lúc nãy lấy 4 bộ mà tới tự nhiên ủa của bé hả là sao ta cũng hiểu luôn. Mình đang bán cái này là size nhỏ mà vừa bé vừa người lớn, mà miễn sao đừng mập như chị là mặc thỏa sức chứ có đâu. Ờ mà bỏ đi, bỏ cái phiếu đi, không có chốt cho khách đó. Cái bộ chuột này nè, Trúc Huỳnh em mua cái bộ chuột này cũng được nè. 5 bộ chị vừa mới quăng ra đó. Đúng rồi, 5 bộ 5 màu đó. Tính bỏ sẵn cho con Ri, nó bỏ vô cho nhanh. Nó đi đâu mất tiêu luôn, tự nhiên đi không nói một tiếng nào luôn. Bó tay chút hồi về ăn đòn. Tự nhiên thích ra đi vậy luôn à. Không có nói ờ mẹ con đi hay sao mình đâu biết đâu, tưởng đâu nó đi ra ngoài đây. Cái bộ chuột này là 25.000 một bộ chuột này. Nha 25.000, thường sale 25.000, đùi á. Cũng nhiều, cũng được 5 màu. Từ 35 cho đến 55. Nhưng mà chuột 3D đẹp lắm. Cái này hàng sale 25.000 một bộ. Nhưng mà muốn mua mấy bộ thì mua. Chơi luôn. Riêng cái mẫu này thôi. Mẫu này giờ hàng còn lúc nãy hàng bán tính bán á. Nhưng mà thôi kệ nó. Giờ sale đại mấy chị luôn đi. Để cho mấy chị đủ đơn rồi xuống like luôn chứ. Hàng like cả buổi chiều nay rồi. Hàng tưởng đâu là khách hồi nãy giờ chưa mua được, hàng like thêm một xíu nữa. Có lẽ em quăng qua cho chị mấy cục áo để chị like sơ rồi chị xuống cho tụi em làm đâu. Tưởng đâu con Ri nó phụ ai ngờ nó đi đâu mất tiêu mất tích luôn. Bó tay. Cái này chuột rồi hàng sale 25 luôn, chị nào muốn lấy mấy bộ cũng được. Còn Ri bán đại đi, một bộ, hai bộ, ba bộ gì đó tùy ý mấy chị nha. Cho chị mấy Ri áo thun nha, kiểu nhưng mà nó cũng là thun, chứ nó không phải là kiểu là, nó không phải kiểu là kiểu này kiểu kia đâu, nhưng mà thun kiểu. Rồi 5-6 ngàn áo luôn đó. Lấy 5 bộ chuột ok chút mình, một bộ nè, hai bộ nè, ba bộ nè, bốn bộ nè. Cái hàng lượng mà 4 bộ này, 5 bộ này, ok. 5 bộ 5 màu ok này. Cho Trúc Huỳnh là 5 bộ chục này. Rồi ok này. Hot Liên, Lâm Liên này, 2 bộ chục này. 2 bộ chục này. Ghê thiệt đó chứ, đang lái đi đâu mất tiêu luôn. Người lớn này. Rồi loan vàng mấy chị, form này 40-65kg mang vừa, 25. Loan vàng là hàng sale 25 nha, 40-65kg nha, 40-65kg mang vừa. Bò sữa này hụt nó đẹp ghê lắm, còn sót 1-2 áo thôi mấy chị. Bò sữa này 25 nha, 40-65 luôn, 40kg-65kg. Áo thun form rộng tay lửa. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên chú Hoàng là bò sữa 25. Nói chung là đồng giá 25.000 hết. Đồ hôm nay còn đồng giá mấy chị 25 hết. Vàng trắng 55, 60kg mang vừa, 55.000. Vàng trắng 55.000, 65kg mang vừa, 65kg cũng mang vừa. Rồi chốt đơn chị. Vàng trắng, áo khoác vàng trắng, sale luôn. Rồi cái xanh này dễ thương lắm này. Rồi cái chất mịn luôn. Sọc xanh 25 nha. Rồi cái chất quá xịn luôn, nhận hàng mấy chị sẽ thấy. Cái này 56-57kg mặc vừa nha. Sọc xanh 25. Sọc xanh 25.000 chốt đơn nhé mà. Sọc xanh xem mấy chị 25. Rồi cái cam này nó hơi bụi xíu, hoàng xem mấy chị 10.000 luôn này. Thôi cái này tặng luôn. Cái này nó bị dính ở đầu này nữa, chốt Hoàng áo tặng đi. Rồi chị nào lấy tặng chốt Hoàng tặng. Form này cỡ tầm là 57kg mặt vừa. Nhưng mà chốt Hoàng mã tặng nha. Tại cái này nó bị bụi với nên không tặng luôn. Chốt đơn chốt Hoàng là tặng đi mấy chị ơi. Khoát đó.
Rồi chị nào lấy tặng chốt Hoàng Mã tặng nữa không? Tặng mấy chị luôn cái mẫu đó. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là vàng kiểu nha. Vàng kiểu này sale với chị 25. Vàng kiểu 25 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng. Cỡ 57, 58 kg trở lại mặt vừa. Tặng ok này cho Trúc Huỳnh nè. Tặng cho Trúc Huỳnh. Rồi chị nào lấy với chị chốt đi giúp Hoàng là vàng kiểu 25. Vàng kiểu sale với chị 25 ngàn. Ừ, nhưng cái nó đi đâu không hay biết luôn trời. Nó đi đâu hả? Em cũng biết nữa. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng là sọc xanh. Cỡ 57kg mặt vừa chốt Hoàng mã sọc xanh nha. Sọc xanh 57kg mặt vừa. Cái này lập thể nè, rồi xem mấy chị cái mẫu lập thể nè, Hoàng bán lẻ mấy chị được rồi. Mấy chị cần mua gì mấy chị nói Hoàng like cho nha. Tại chiều rồi Hoàng like nhanh thôi. Chị nào cần mua cái gì mấy chị nói nha. Lập thể nào Hằng xem với chị 25 luôn. Cái này từ 35kg này cho đến 58kg mặt vừa. 35-58. Rồi chốt Hoàng là lập thể nha. 25 luôn. Bộ ngố mà xem 25 luôn ghê không? Lập thể 25 chốt đơn. 30kg đến 58kg mà em vừa. Lập thể chốt đơn. Lập thể xem với chị mấy chị ơi. 25 luôn. Lập thể là hàng xem với chị 25. Ngố nha, bộ này bộ ngố nha. Rồi xem với chị 25. Ngố đẹp ha. Sale 25 ngàn. Ngố này trước Hoàng bán là tới 29 ngàn bộ này. Giờ hàng sale luôn. Lập thể 4 bộ ok cho Mỹ Linh. 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Coi cái bộ khác chốt này. Lập thể là bộ á, bộ chứ. Sọc xanh ok chị Khuyên Vũ này. Sọc xanh này cho chị Khuyên Vũ này. Lập thể là bộ chứ. Bộ nhen. Bộ chứ không phải là, không phải là, là áo nha. Phải là áo, phải là áo đâu. Là áo mấy chị ơi, là bộ mà. Mày có bị rảnh không Vy? Ta đang live stream, ta kêu Vy bỏ phiếu. Mày đi đâu mất dép vậy, ai bỏ phiếu đi. Chừng ăn đòn Vy nha. Cho ăn đòn não người luôn. Đi qua bỏ phiếu đi, cô Mai với cô Thảo đã chốt đơn mà. Rảnh. Thì đi qua bỏ phiếu đi. Cái con này thiệt á, ta đang live stream mà mấy cái con cái miệng mày thiệt á, nó chố cho bắt tay quá trời. Ăn gì mà nó ngu dễ sợ dữ nhất nữa. À, thảm chân còn không ai? Lập thể 2 bộ ok cho Kim Ngọc nè. Khăn Hàn Quốc chị sale luôn. Khăn Hàn Quốc bây giờ sale luôn. 95 ngàn 3 khăn luôn đi. Sale luôn. 95 ngàn 3 khăn luôn. Ốc kiểu em. Cái này là mèo nè. Bộ mèo 3D nha. Rồi chốt luôn. 2 bộ lập thể cho Trần Dư khách mới cho em thông tin. Cái này là bộ mèo 3D cao cấp. 35kg đến 55kg mặt vừa. Dạ không có 65kg chị. Hàng 3D xịn sò này nó chỉ là phôm cho bé nhỡ hoặc là mấy chị gầy gầy thôi. Chứ mấy chị mập mập là không có luôn. Rồi cái này với chị nè, mèo đội nón dễ thương không? Nha. 35 đến 55, hai mèo 50, bốn mèo 100. Hai mèo 50, bốn mèo 100. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. Hai mèo thì 50, bốn mèo thì 100. Mèo này đẹp xuất sắc. Mèo này đẹp khỏi chê. Đây này khăn tắm Hàn Quốc nha. 3 khăn là 95 ngàn. Hũ dừa với chai sữa tắm con ngựa. Sữa tắm con ngựa chị Hoàng sợ hết rồi quá. Hoàng sợ hết quá. Đó sao nó nghiêng vậy đây. Cái chừng nó tụt quá đi à. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị. Rồi chị nào lấy mèo chốt mèo đi giúp Hoàng nha. Chị nào lấy mèo với chị comment đi giúp Hoàng làm mèo. Chị nào lấy mèo comment 2 mèo là giá 50 ngàn. 4 bộ mèo sale 100 luôn. Mèo đẹp lắm lắm luôn. 35-55. 35kg đến 55kg mang vừa. Ok, số điện thoại Trần chưa. Rồi chị nào lấy mèo chốt mèo nha. Hàng bán siêu thị luôn á mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Em sale cho mấy chị tục quần luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em. Bộ mèo 3D. Rồi 2 mèo 50, 60kg chị. 60-62kg, 65kg mấy chị có chiều cao là ok. Rồi mèo cho em. Mèo 3D cho em nè.
hai mèo 50, bốn mèo là 100. Quá trời rất đẹp luôn. Rồi đây, chị nào lấy chốt đơn nha em. Mèo nha. Chị nào lấy mèo comment cho em là hai mèo hoặc bốn mèo gì đó. Hai mèo hoặc bốn mèo gì đó. Rồi comment lên cho em là mèo này. Mèo này dễ thương lắm nè. Để đó lấy mấy bộ nè, em mặc là ok nè. Em học là ok nè. Con mèo 3D này dễ thương hơn. Quá trời dễ thương ha. Hình con mèo á. Để đó, bốn con kia đó. Ừ? Sao nữa con mèo đó. Cái bộ đùi xịn. Dạ không có, cái chị 75kg em không có. Ý sao tắt điện. Ủ tóc đi qua lấy cho mẹ cái ủ tóc này đi. Ủ tóc này còn mấy bị mẹ sale kìa. Ủ tóc của Italia. Ủ tóc của Ý. Ủ tóc cũ mà. Mà cái gói ủ tóc đó. Cái này chữ đỏ mấy chị nè. Mà sale mấy chị là chữ đỏ. Form 40 cho đến 65kg mặt vừa 25.000. Chữ đỏ, hai mèo ok, góc nhỏ trong tim, hai bộ mèo, hai mèo. Đó. Ngầu ngáo gì đi. Xe hả? Ờ. Góc nhỏ trong tim cho Hoàng Xuân số điện thoại nha. Hai mèo 50. Ủ tóc này giờ Hoàng còn mấy bị nha, Hoàng xem mấy chị giá 35 luôn. Ủ tóc này giá 65.000, giờ Hoàng tặng mấy chị giá 35.000 luôn. Ủ tóc của Ý. Trời ơi, ủ lên một phát cái tóc nó thơm ơi là thơm luôn. Nó mềm, cái mái tóc nó mềm, nó sung và cực kỳ thơm luôn, giảm rụng luôn. Cái hàng này 65 giờ tặng mấy chị luôn là giá là 35. Này còn có mấy bị giờ Hoàng tặng cho mấy chị cho vui nha. 35 chốt đơn đi giúp Hoài. Rồi comment đi giúp Hoài mấy chị ơi, comment nhanh giúp Hoài nha mấy chị nha. Comment nhanh giúp Hoài. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là ủ tóc 35.000. Ủ tóc 35.000, cái áo chữ đỏ nè, sale mấy chị luôn. 25. Ủ tóc 35 ok cho router, lấy cái bị bỏ vô đây đi. Ủ tóc 35 cho router. Rồi chị nào lấy ủ tóc chốt Hoàng ủ tóc 35. Còn 2-3 bị thôi mấy chị, Hoàng sale 35.000 luôn nha. Chữ đỏ ok cho pha xà 25. Cái này mấy chị chốt Hoàng là gấu trắng 40kg đến 65kg mang bừa 25.000, gấu trắng này. Có mặt nạ cừu. Có mặt nạ cừu, bây giờ Hoàng bán combo này cho mấy chị này. Ủ tóc ok cho Hà Mỹ Ngọc. Cái bộ mèo đó bỏ vô chưa? Cái đó là bộ mèo gì? Cái đó chữ áo chữ đỏ mà bộ mèo gì? Là sao? Mày làm cái gì nó lung tung hết trơn rồi đi. Bộ mèo là cái chuỗi chân đó sao không bỏ vô phía cho người ta. Trời đất ơi, làm cái gì tầm bậy tầm bạ vậy trời. Con đồ có luôn á. Sao nữa? Trời là trời. Nó đang ham đi chơi, nó làm tùm lum tà lá. Mai mai lại sửa chỗ này cho chị bỏ phía. Chị tự like, chị bỏ đây cho nó đi. Đi đây dọc làm tùm lum tà la hết. Sửa chỗ này xíu đi cho chị bỏ cái này lên đây đi chỗ khác đi. Nó bị ăn đòn có luôn. Làm tầm bay tầm bạ, bỏ phía tầm bay tầm bạ là chút nữa là chết luôn. Lộn tầm phèo đồ hết rồi cho chị ăn đòn. Đồ là không phải là phải làm như mấy cái này đâu. Chút nữa là nó lộn mẫu rồi không ai biết đường mà soạn lại mẫu hết trơn á. Sai một ly là đi một chậm á. Không phải đơn giản đâu. Làm tập trung vô còn không làm đứng dậy đi chơi cho ăn đòn á. Thôi bây giờ Hoàng bán với chị là combo này, gồm một set mặt nạ, một hộ một chai mặt nạ và một hũ body coat. Để chỗ này cho chị tự bỏ phiếu đi. Ok, cái chỗ đó có cao lên xíu là được. Bữa nó có hình nữa, nó có cái gì nó cao ta. Áo trắng 25 đây nè. Đó. Nó ngắn cái đó thôi. Mà cái gì nó cao lên xíu là được. Cái bữa hình như chị bỏ mấy hộp táo lên đây sao. Hình như có bữa nó có cái bài nữa thôi. Mấy chị chốt đi giúp Hoàng là combo này là 100.000. Là gồm một hộp mặt nạ, một nạ cừu, một hộp nạ cừu 10 gói, một tiếp sữa rửa mặt và một hũ body coat thằng tặng 100 luôn.
duy nhất 4 hộp body coat còn sót. Hoàng Ân Hoàng làm chương trình vui cho mấy chị nha, không bao giờ có nữa nha mấy chị nha. Chốt đơn đi giúp Hoàng. Không biết nó có chịu nổi. Nhà mình hình như có 2 cái bàn rồi mà ta. Mai dọn kia rồi. Nhưng mà cái bàn cái này để nó cũng gọn hơn mà. Xong để nó cái bàn. Cái bàn để nó gọn và nó chắc hơn chứ. Cái bàn đó ở trên câu lạc bộ á, đang cần mà chị không cho cô Út cầm lên luôn á. Cái bàn chị ở chỗ này cho nó chắc chứ, với chứa đồ lên chứ. Cái này là ít bữa nữa mình phải đăng bán chứ quên mà khóc bộ nào từ bữa nay quên bán. Chứ mình trồng lên đây nó dễ hơn mấy cái này á. Này hồi xem với chị là cái combo này 100 nha. Đó, 3 món này nè. Bình thường mua lẻ là cái này 45, cái này là phải 39, cái này phải 35. Nhưng mà chị nào mua một combo như vậy là hàng sale mấy chị là 100 ngàn nha. 100 ngàn một combo đó. Quá trời đất rẻ luôn. Chốt cho 4 chị duy nhất thôi. Mà nói chung là hàng bán combo này cho mấy chị dưỡng da luôn. Dưỡng da luôn. Sửa rửa mặt nạ, sửa rửa mặt cừu ấy. Chỉ có nói chung là còn 4 hộp body coat chị Ân làm chương trình cho vui thôi chứ làm gì có nữa. Sau này muốn mua nữa cũng không có mấy chị. Mấy cái này nổi tiếng không nha. Sửa rửa mặt cừu luôn. Nó kết hợp chung với nạ cừu nó mới đạt được cái độ hiệu quả cao nhất. Sửa rửa mặt cừu. Mà bán cho vui thôi chứ làm gì có lời, lỗ. Một set ok cho Phan Nguyễn. Ân thường bán vui thôi. Một combo, một set như vậy là 100 ngàn. Một body coat, một hộp nạ và là một tiếp sữa rửa mặt nha. Xem mấy chị luôn, 100 ngàn combo này. Bán tục quần luôn. Quá trời đất rẻ luôn. Cái này là mấy chị phải rửa bằng cái này và đắp bằng cái này. Nó mới là hỗ trợ làm trắng cho da mặt được. Chứ còn mấy chị mà đắp cái này mà xài cái kia nó không ok đâu. Rồi nha, chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi chứ Hoài. Một set này 100 nè. Một set này 100 ok nè. Sáp nghệ còn ấy, mấy cục á, sale 9 ngàn một cục luôn. Sáp nghệ còn mấy cục này, sale 9 ngàn một cục luôn. Còn là 9 cục sáp nghệ. Mua combo vậy Hoàng mới sale rẻ cho mấy chị được. Chứ bình thường mấy cái này cũng là nổi tiếng không à. Còn bán vậy cho mấy chị bị sốt da luôn. Sáp nghệ nha, 9 ngàn một cục sáp nghệ. Còn mấy cục đó chị nào lái chốt Hoàng là sáp nghệ đi. Sáp nghệ chốt đơn đi với Hoàng. Sáp nghệ, sáp nghệ. Cái này là mấy chị, cái này là bộ nồi. Cái này là bộ nồi hấp 3 tầng. Một combo ok cho Trần Thư với Nguyễn Thị Thắm. Trần Thư, Nguyễn Thị Thắm, còn chốt được một chị nữa. Ba cục sắp nghệ ok cho bất cần đời. Các chị chờ hàng xíu, tại vì giờ nhân viên nó chốt đơn rồi. Hoàng còn vừa like vừa chốt cho mấy chị luôn. Vừa like vừa chốt cho mấy chị chớ gọi. Bất cần đời ok, sắp nghệ nè. Rồi, okay. Lan Trần là Lan Trần là combo 100 là hết luôn nè. 4 combo thôi nha. Lan Trần cho Hoàng số điện thoại nha. Hoàng chỉ nhận đơn cho 4 chị thôi. Tại vì có 3 hũ body coat chứ mấy. 4 hũ body coat chứ mấy. Nhận đơn nữa thì cũng không có mà chốt luôn. Ủa chết mẹ rồi. Rớt đâu một hũ body coat đâu mất chết rồi. Sorry. Hoàng Ngọc Thúy là Phan Ngọc Thúy, khách hàng nguy hiểm, không nghe máy, trùng số điện thoại, tên là Ngọc Thủy. Không nghe máy em ơi, không nghe máy sao mua hàng được đây. Lạnh, Lanh Trần ok. Khoát vàng sao chị? Em lấy khoát vàng nó 55 ngàn em. Khoát vàng nó 55 ngàn. Em lấy cái khoát vàng đó thì giá 50. Em lấy cái khoát vàng đó thì giá 50. Vàng nó giá 50 ngàn. Còn phải like từ từ á, tại giờ không có đứa nào phụ hết trơn. Mấy đứa nó đang bận chốt đơn cho kịp. Cho kịp cho mấy chị. Ủa còn à, body coat còn hũ này nữa này. Hoàng để like xong rồi quên. Là chốt được cho 4 chị thôi à, không có nhiều nha. Rồi tiếp tục đồng giá 25 ngàn nè. Cái này mấy chị chốt đi chú Hoàng là cái dạng hot đi á, bò xanh 58kg trở lại mặt vừa. 58kg trở lại mặt vừa. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng là bò xanh 25. Bò xanh 25 ngàn chốt đơn nha. Bò xanh sale 25 ngàn.
Bò xanh sale với chị 25. Bò xanh sale với chị 25 ngàn, chị chốt đơn đi nhé mọi người. Bò xanh sale 25. Mấy cái sản phẩm là hàng đồng giá với chị 25 hết. Sale với chị 25 sạch. Bò xanh 25 nha. Đồ bộ áo lẻ, quần lẻ gì hàng sale 25 hết. Ủa dễ thương quá. Dễ thương chưa? Gấu đỏ 25 ngàn luôn. Gấu đỏ này là 35kg đến cỡ 55kg may vừa, bộ ngố nha. Quần chữ đẹp xuất sắc chưa? Gấu đỏ 25 ngàn. Chốt đơn đi giúp mày. Gấu đỏ 25 nha. Gấu đỏ xem với chị 25. Gấu đỏ 25, gấu này hoàn có ri nha. Chị nào muốn mua gấu đỏ, gấu vàng luôn, gấu xanh luôn. Này mấy gấu mấy màu này mấy chị có ri nè. Gấu nu luôn nha. Chốt đơn đi giúp mày. Bò xanh ok. Dư Nguyễn Văn ok. Cái này là 4 bộ gấu đây mấy chị, 4 bộ gấu 4 màu này. 4 gấu 4 màu sale 100. Đẹp chưa? Gấu này hết hàng liền. Rồi, chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp thầy nha. Like kiếm thêm ít đơn, mai nhân viên làm cho vui thôi. Gấu đỏ ok, Hà Mỹ Ngọc. Cái này hoàn có gấu xanh, gấu nu tùm lum hết 25 ngàn. Muốn mua gấu gì đó mà mua. 4 bộ giá 100. Gấu đỏ ok. Mà có gấu hồng nè. Gấu hồng nè. Nhiều gấu lắm, 25 ngàn. Đẹp ơi là đẹp luôn. 25. Quá trời đất đẹp luôn. Gấu hồng. Gấu đỏ, gấu vàng, hai bộ kim ngọc ok. Gấu đỏ, gấu vàng. Tôi mà chết, gấu đỏ hoàng không thấy đâu. Gấu vàng thì thấy, cái gấu đỏ hoàng không thấy đâu. Gấu vàng có nha, gấu đỏ không có nha. Gấu vàng thì có chứ gấu đỏ không có. Ui sao mà gấu này không có. Gấu nu ok, Hà Mỹ Ngọc. Gấu nu ok. Gấu từ lưu hộp dưa. Cái này là không phải, cái này là màu tím. Màu xanh. Gấu này có ri à. Ý, sorry mấy chị. Gấu nu thôi. Vậy là hình như là gấu vàng, không phải không có gấu vàng luôn. Nó là nó tùm lum hết, nó không phải có vàng. Nó là gấu tím đó rồi, không có. Vậy là hoàng kim ngọc là không có nha. Kim ngọc là hoàng không có nhận đơn này. Tại vì kim ngọc gấu vàng với gấu đỏ có một bộ hoàng bán rồi. Gấu vàng thì không thấy. Nó là cái hình mặt con gấu nào nó cũng làm màu vàng hết trơn á. Nó làm con gấu có mặt màu vàng hết trơn á. Nhưng mà ở trong đây nó là màu xanh, hoàng không có chốt luôn. Gấu nu thì ok cho Hà Mỹ Ngọc, có gấu nu nè. Gấu nu thì hoàn có nè. Chứ còn là chị Kim Ngọc thì không có nha chị nha. Chị Kim Ngọc là không có nha chị. Cái này gấu được cái chất màu thì em mới có nè. Có được có ri à. Trời ơi, có được có ri. Mà gấu từ lưa hộp dưa. Mấy chị chốt gấu thôi để em lựa màu cho. Màu đẹp mà. Màu đẹp mà. Gấu xanh hả? Gấu xanh ok nè. Góc nhỏ trong tim. Gấu xanh nè. Nó còn có gấu xanh nè. 25 ngàn. 25 ngàn mà lựa từng bộ. Nó ghê chứ. Ok nè. Góc nhỏ trong tim cho số điện thoại đi em ơi. Góc nhỏ trong tim chưa có số điện thoại em à. Chưa có số điện thoại em ơi. Cái này gấu hồng nè. Gấu hồng này mới dễ thương nè. Miễn có được rồi chị ơi hả. Áo bé còn em. Ờ ok nè. Dạ rồi ok chị Kim Ngọc, em chốt chị hai bộ miễn sao được đúng không? Dạ rồi ok chị, em lấy hai bộ hai màu đi nha. Góc nhỏ trong tim không được rồi. Xả là chị xả hết đồ chứ chị không có đổi xả em. Tính chị đó giờ chị không có đổi xả. Chẳng qua bây giờ hả nhân viên chốt đơn mà em chưa có lên câu lạc bộ pizza thì em ơn em like cho mấy chị xíu cho mấy chị vui. Ủa em ơi, cho chị có hũ mà có chứa dây thun đi em ơi, để chị rà cái đồ này lại cái. Sao nó không có dây thun? Áo khoác hết rồi, áo khoác không có. Mất cần đời lúc nãy. Ok cho chị Hà Mỹ Ngọc. Nhân viên nó chốt đơn hết mà em chưa có lên câu lạc bộ nên em like đại cho vui vậy thôi. Chị nào mà xả ra là em xả hết luôn. Ờ lúc nãy chị like rồi. Lúc nãy chị like rồi. Giờ chị buồn buồn quá, chị ngồi chị buồn buồn, chị mở live stream chị like thí gì vui vậy chứ. Chị like lúc nãy rồi. Chị like cũng được lúc nãy giờ cũng được mớ rồi.
like từ lúc mưa, lúc mà nói chuyện với em xong xong chị xuống chị like mà. Nhưng mà giờ chị buồn buồn, chị ngồi chị like thêm xíu xíu nữa, kiếm thêm ít đơn nữa. Lỡ mai chị có kẹt á thì có đơn cho mấy bé nó làm á chứ. Chứ chị đâu có tính like đâu. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Cô gái đỏ 25. Ok. Vôn 40-65kg mang vừa mấy chị. 40-65 nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là cô gái đỏ. Vôn này là vôn rộng tay lỡ Hoàng sale 25 ngàn. Sale 25 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Đồ nó ngổn ngang xà bay xà bứa hết. Like đại cho vui. Nhiều quá đó. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Cái này LV này nè. LV này là bộ đùi này nè. Bộ đùi này nè. Bộ đùi này Hoàng có bán nè. Cô gái 25 cho pha xà. Hoàng bán đại đại đó chị. Ngồi chơi chơi vui. Ai cần cái gì thì nói em like nha. Không ai cần cái gì thì em like từ từ. Trời ơi sao tự nhiên cái gì mà đau cái lỗ tai đó giờ. Bò đỏ đó chị à, bò hồng 25. Bán giờ được có 25 ngàn lời. Chưa được ngàn nữa. 25 ngàn đồng giá thì lời đâu được ngàn đó. Ngàn mà tiền xe về chi. Dạ không có quần công sở với chị. Phôm này 57kg mang vừa. Rồi bò hồng LV luôn nha. Bò hồng sale mấy chị luôn 25. Bò hồng sale 25 ngàn. Bò hồng sale 25. Tại lúc nãy đang live stream mà chưa ăn cơm trưa. Đói bụng quá cái mò xuống. Mò xuống xong rồi cái bây giờ phải lên xíu á. Tại lúc nãy có một số chị thì muốn mua thêm. Hương Lan ok. Có mấy chị khách quen á của shop á thì nói trời ơi em chưa có mua được cái gì em vào sau. Cái này phải cố gắng hàng like. Cái bộ gấu đùi này nè, 2 bộ 50. Dạ rồi em cảm ơn chị Nga Phạm. Gấu đùi này đẹp lắm, 2 bộ 50. Size 2XL cỡ 60kg em. Giá 35. Rồi chị nào lấy với chị chốt đơn đi giúp Hoàng là gấu nha. Cái này là từ 35kg 35kg cho đến mấy chị là 56-57kg mặc vừa luôn. Hai bộ gấu như vậy nè. Sale giá 50 ngàn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hết rồi mới sale chứ không bao giờ có mấy chị nha. Bộ này không bao giờ có ai mà bán giống Hoàng đâu. Thiệt. Không ai mà bán rẻ bằng luôn á. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoàng nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng. Cái này mấy chị chốt Hoàng là hai gấu 50 ngàn luôn. Giờ buồn buồn like tí gì vui nữa. Hai gấu 50 ngàn. Set này 55 ngàn em. Set áo kiểu Quảng Châu nha. Em comment giúp chị set 55 đi. Bỏ xuống cho em luôn. Có để lâu nó bị sót. Bừng là 2XL này. Chân váy là 2XL. Set này 55 ngàn. Em ghi giúp chị là set 55 đi. 63kg thì không có đồ chị ạ. 63kg không có đồ. Set 55. Biết vỏ. Set 55 ngàn. Em comment giúp chị là set 55. Quần đó hả? Nhà mình còn quần ô mì không ta? Xếp 55 ok biết vỏ này. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Im đi. Con đòn á, khùng á. Xuống cho mày vào. Xuống chứ làm chi không xuống. Cái quần ô mì đây là cái quần ô mì coi, đó cô Mai cái quần. Ủa Mai ơi, cái quần ô mì đó mình chốt cho khách hết chưa Mai? Đang soạn đơn cho khách hả? Cái này là đỏ hoa mấy chị nè. 25 ngàn. 40-65kg mang vừa. 25 chốt đơn đi giúp Hoàng là đỏ hoa 25. 40-65kg mang vừa. Đỏ hoa 25 nha. Đỏ hoa 25. Quần u mì nè. Hoàng sale 29 ngàn. 40-65kg. 40-65kg 39 ngàn Hoàng sale luôn là 29 ngàn. 39 Hoàng sale 29 luôn nha. 39 sale 29 luôn. Bỏ vô rồi. Kia kìa, bỏ vô cái bị đó đó. Ê, cái gì vậy ta? Cái lỗ tai bị gì vậy? Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Quần u mì nha. Sale luôn 39 ngàn mà giờ Hoàng xả mấy chị là 29 ngàn luôn. 29 chốt đơn đi giúp Hoàng. Quần Quảng Châu rất là đẹp. Nhân viên Hoàng đang soạn cho khách á. Lấy thì chốt đại thôi. Chị nào muốn mua thì mua. Đẹp lắm. Quần này không bao giờ có hàng nó bị đẹp nha. Hàng đẹp, hàng Quảng Châu không. Quần 29 ngàn chốt đơn nha Hoàng. U mì 29 45-65.
45kg, 65kg mang vừa. 50, 65 đi ha. 45 thì nó hơi rộng. Quần có túi luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi chị nào lái chốt đơn lên giúp em. Quần 29 nha. Gơ mấy cái đồ kia ra ngoài đi cho cô Mai với cô Thảo đi. Em ơi, Thảo cái combo mà 99 đến 100 ngàn á, chị bán hết rồi nha. Rồi chút nữa xài cho khách. Quần ô mì 29 ok. Đừng. Cái đó từ từ đây. Đừng có cơm cái combo đây đổ. Combo đó để cho chút nữa cô Thảo nói. Hình trương ok. Router ok, quần 29. 29 ngàn ok cho router. Quần 29 ok cho Dự Văn Nguyễn ok, 29 ngàn nè mấy chị nè. Đi qua coi còn chai dầu gội nè không nữa mẹ, sale coi 29 ngàn. Còn 1, 2, 3, 4 quần. Thảm chân 2 cái 35 ngàn nè router. 2 cái ok, Huỳnh Trần, Huỳnh Thị Giao ok chị. 29 ngàn. Cái này mấy chị béo mấy chị mặc chung với áo phun rộng á, dễ thương lắm. Mấy chị béo mấy chị mặc chung với áo phun rộng á. Có hai loại này. Cái này mấy chị nè, hai thảm chân hoàng sale mấy chị luôn nha. Hai cái thảm như vậy nè, 35, một tặng một luôn. Cái này Tết là y bài luôn, dễ thương không? Nha. Tết là không có hàng để mà mua. Chị Huỳnh Trương là hai cái hả? Ok chị. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với em là thảm chân đi. Em bán tặng mấy chị á. Một cái em tặng một cái vẫn là giá 35 ngàn. Một cái em tặng kèm cho một cái 35 á mấy chị. Chốt đơn này giúp em thảm chân nè. 35 ngàn một cái nha. Mua một cái em tặng kèm một cái luôn á. Chị Trần Thư là 29 ngàn ô mì nè. Chị Trần Thư nè, 29 ngàn quần ô mì. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn này giúp em là thảm chân nha. 35 ngàn hai thảm chân nè, hai cái. Thảm chân ok cho router nè. Ok cho router thảm chân nè. Ai? Thảm bếp chị xe 49 ngàn. Em lấy thảm bếp, báo thảm bếp đi. Xíu nữa rồi mấy đứa nó xoại cho em thảm bếp. Áo thái nè, em còn mà. Áo thái 25 ngàn, em còn ém mấy cái nè. Em xe với chị 25 luôn. Áo thái thì em xe 25, phô rộng tay lửa đẹp lắm. Áo thái với chị xe em 25 ngàn đi. Áo thái 25. Thảm bếp 49 ok cho router. Thảm bếp đẹp lắm, giờ mua chứ Tết là năm nay không có hàng. Quần là hết rồi, quần là hết nha. Áo thái mấy chị, form 45, 65. Chất vải áo thái nha, mịn rịn luôn. Rồi chốt đơn đi cho em là áo thái 25 luôn mới ghê, thấy không? Bán cho mấy chị đủ like luôn chứ. Lời lỗi chị tầm này. Áo thái em sale mấy chị luôn 25 ngàn, chốt đơn đi cho em là áo thái 25. Áo thái em tặng mấy chị giá 25 ngàn. Cái này là phô 40-65 chị nè. Áo thun thái 40-65. Ok cho chị Bình. Ok cho chị Bình 25. Bỏ cái này, bỏ cái hũ luôn. Cô tô tô qua đó cho cô Thảo hoặc cô Thảo xoài. Ok cho chị Bình. Rồi ok nè. Gia Lanh Trần áo thái nè. Ok chị Bình áo thái nè. Áo thái này là 40-65 mấy chị nha. Đây là phô rộng tay lỡ mà áo thun thái. Lan Trần cho em số điện thoại đi chị. Lan Trần cho số điện thoại cho chị yêu ơi. 0942154400 hả? Rồi ok chị. Áo hết đi, vừa mới sale hết rồi đó. Áo thái ok cho Huyền Ngân. Áo thái cho Huyền Ngân. Anh hả? Anh dạy con đi học đi anh. Nó ở nhà nó chẳng chịu học hành gì hết ơi. 10 phút nữa em xuống à. Em có nói mấy bé đưa cho Diễm chút áo thái ok. Con Ri nó chẳng học bài gì hết anh ơi, nó chơi không anh ạ. Áo thái Dự Văn Nguyễn ok 25 ngàn mấy chị. Áo thái thì em sale 25. Nhân viên ở đây chốt hàng có một mình em. Em bơi bơi cho vui.
Cái này mấy chị dầu gội nè, em còn mấy chai nè, 5 chai thôi. Em tặng mấy chị giá 39 ngàn luôn. Cái này là dầu gội xum siêu bồ kết nha, hàng rất là xịn luôn. Nhà em đang xài, ba mẹ chồng đang xài luôn. 115 ngàn một chai dầu gội xum siêu bồ kết nè, siêu đặc đặc mà thơm ơi là thơm luôn, tóc mượt cực kỳ luôn. Em tặng mấy chị giá 39 cho những chị đang còn ở lại livestream nha. Chị Dung Trần ok, 5 chai thôi. Em bán tặng mấy chị cho mấy chị đủ đơn. Chị Dung Trần ok ao thái luôn. Rồi chị nào lái chốt đơn lên giúp em. Chị nào lái comment lên giúp em nha mấy chị yêu ơi. Chị nào lái comment lên giúp em là sale cho mấy chị luôn. Dầu gội 39 ngàn chốt đơn. Gội 39 chốt đơn nha. Gội 39 ngàn comment cho em gội 39. Gọi em sale mấy chị 39 nè. Gọi ok cho chị Lanh Trần 39 nè. Có 5 chai thôi nha mấy chị nha. Gọi ok chị Lanh Trần 39 nè. Có 5 chai thôi. Hàng này không có nhiều đâu. Thu Thảo khách mới thì cho em số điện thoại. Khách mới cho em số điện thoại 5 chai thôi. 39 ngàn nha mấy chị nha. Thu Thảo còn 3 chai nữa. Rồi 39 ngàn. Hàng này nhà em đang gọi rất là xịn luôn. Áo đen hoa form này là 4565 nè, hoa cúc này để nó làm theo hình bông nai. Rồi đen hoa cho em 25 nè, đen hoa 25. Chị Trang Trang ok ok núi rừng. Rồi mấy chị, rồi chị nào chốt đơn hàng mấy chị nhớ cho em thông tin số điện thoại vô nha chị Trang Trang. Rồi chị nào lái chốt đơn đi giúp em là đen hoa 4565 ký mang vừa. Rồi 25 ngàn cho em, 25 chốt đơn này giúp em nha. 25 dầu gội ok, đen ok cho pha xà, đen pha xà 25 ok, pha xà đen 25. Rồi vợ Văn Nguyễn dầu gội ok. Rồi ok nè, Huyền Ngân Huỳnh Trương, Huyền Ngân Huỳnh Trương, Huyền Ngân nè, Huỳnh Trương nè. Nhân viên nó đang chốt đơn hết cái chị, đơn hàng nhiều lắm luôn á. Mình em phải bơi nè. Thảo Ngân sao không thấy điện thoại chốt đơn, bắt máy không nghe nói gì chị. Nhân viên em có gọi mà bên chị nghe máy xong chẳng nói gì hết. Nhân viên em nó xả rồi. Mà cái mẫu đó giờ em cũng bán hết luôn rồi. Nó cài đặt chị vô khách hàng nguy hiểm luôn rồi. Có hết đó chị, nhân viên em bắt buộc nó phải gọi hết chứ, không gọi xử lý nó. Dầu gội lương gái, dầu gội Quang Minh Trần ok, đen hoa ok chị Dung Trần, đen hoa ok chị Dung Trần. Mấy chị chốt đơn đi giúp em là dầu gội 39 ngàn. Ủa? Mấy chị cứ chốt đại đi, tại vì em dự bị những khách mà không có nghe máy, không nghe máy. Gội đen hoa chị Dung Trần, dầu gội thì mấy chị chốt đi, trừ hao những chị không nghe máy bên khách nhân viên nó bỏ qua. Rồi ok Diễm Trúc, thấy số điện thoại ok. Rồi mấy chị chấm bài này giúp em. Cái này mấy chị chốt đi giúp em là Loan Xanh 25 ngàn. Loan xanh nè em xem mấy chị 25 ngàn, 45kg đến 65kg mang thừa. Áo khoác là 55, 45-65 nha. Loan xanh 25, Loan xanh 25 ngàn chốt đơn đi giúp mày. Loan xanh sale mấy chị 25, Loan xanh sale 25 nha mấy chị nha. Rồi xả tục quần Loan xanh 25, Loan xanh sale mấy chị 25 ngàn. Bàn chải đánh răng của Hàn Quốc còn mấy cây này, sale với chị 30 ngàn 10 cây. Sale với chị là 30 ngàn 10 cây bàn chải đánh răng Hàn Quốc. Loan xanh Thu Thảo, Loan xanh ok chị Thu Thảo, Loan xanh ok cho chị Cúc Vàng.
online xanh cho chị Cúc Vàng nè. Nhân viên ở đây đã chốt đơn hết rồi, em một mình em phải xử lý luôn. 10 cây bàn chải nó đang giá 30.000 mấy chị nha. Loài xanh là chị Cúc Vàng. Loan xanh ok cho chị Dung Trần nè. Có 60kg chị Dung Trần ok nè. Lương gái loan xanh ok chị nè. Dự Nguyễn Văn ok nè. Phát vàng là cỡ 60kg mặt người chị. Dầu gội như ý ngọc khách hàng nguy hiểm. Người khác nghe máy nói nó đi học không mua đâu. Vì sao chốt đơn được chị Như Ý Ngọc? Nó đi học không mua đâu. Nhân viên bên Hoàng chốt đơn gặp mọi người, người ta nói vậy chứ sao mua. Sao mua. Cái này là bàn chải đánh răng này mấy chị này, Thang Tre của Hàn Quốc. Một cây là giá là 36.000 rồi. Mà cái này Hoàng Phi ông mấy chị là 10 cây là giá 30.000. Là tính ra là 30.000, 3.000 cho một cây thôi. Bàn chải Phan Nguyễn. Còn cỡ 50 cây Hoàng bán tặng mấy chị luôn. Giá 30 nha. Bao giá toàn Facebook luôn. Bàn chải đánh răng mấy chị nè. Trời ơi, không bao giờ có hàng. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Bàn chải Than Tre của Hàn Quốc. 3.000 đồng một cây mấy chị tin nổi không? Rồi không bao giờ có nha. 5-7kg hả? Quần ngắn hả? Quần đùi hả? 5-7kg mà đừng có lùng thì cũng có đồ nhiều á. Mà lùng thì sợ không có. Lùng thì sợ không có nha. Chứ còn cao cao thì nó cũng có nhiều. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Mấy chị chốt đi giúp Hoàng là trắng nha. Trắng mấy chị nè. Rồi giá là 25.000. Form là 46.5. Sale luôn 25.000 đẹp quá trời luôn. Trắng hình nha. Rồi bàn chải ok chị Diễm Trúc. Bàn chải chị Lanh Trần ok. Em sale tụt quần luôn mấy chị ơi. Rồi chị đào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi bàn chải chị Diễm Trúc với lại chị Lanh Trần ok. Bàn chải còn 20 cây nữa. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng là trắng hình nha. Trắng hình nha mấy chị nha. Form là 4565. Trắng hình pha xà. Trắng hình chị Nguyệt Khang. Chị Thảo là cao gì đó chị yêu rồi. Bàn chải chị Lương Gái ok. Trắng pha xà này. Trắng pha xà này. Trắng là ok nè. Mấy chị chờ em xíu nha. Có một mình em chốt chậm. Trắng pha xà nè. Chị Nguyệt Khang nè. Chị Lương Gái là có bàn chải đánh răng đây nè. Rồi trắng cho Thu Thảo nè. Cho Bảo Lâm Nhân nè. Thu Thảo Bảo Lâm Nhân. Mấy chị chờ em xíu nha. Em phải chốt từ từ từng chị một chứ. Có mình em chốt không nhanh được. Nhân viên chốt đơn hết rồi. Nhân viên chốt đơn hết rồi. À chị Thu Thảo có trắng hình nữa ha. Nhân viên em ở đang làm đơn hết rồi. Chả có đứa mô phụ em hết trơn. Chả có đứa mô phụ em hết. Đây em phải chốt từ từ mình em nha. Nhân viên nó sắp xếp nó dọn dẹp từ lơ hộp dư hết. Ủa bị ni lông nhà mình đó hết rồi. Thảo sao cái này bị ni lông mới không nhỉ? Thu Thảo nè. Ni lông cũ đâu. Ni lông mới này nó nhiều hết. Ni lông mới để lúc thay thôi chứ. Ủa gì hả? Trần Dứa nè. Trắng hình nè. Văn Nguyễn trắng hình. Đặng Chí Chân trắng hình. Khách mới cho em thông tin nha mấy chị nha. Tại vì cái áo mới này mình chưa có xếp. Mà mình bỏ vô dự xíu nữa nó cũng nhăn. Mình phải xếp đàng hoàng cho khách đã. Này em like nhanh quá em chưa có xếp cho mấy chị được. Xuống like là phải xếp đàng hoàng mấy chị. Hàng đến tay mấy chị là đẹp ơi là đẹp luôn. Mới là hàng bán nha. Khách mới cho em số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Khách mới lên cho em số điện thoại đi mấy chị. Đặng Chí Nhân này chưa có số điện thoại này chị yêu này. Trần Quang Minh Trần ok này. Quang Minh Trần thì có số điện thoại này, 25.000.
Rồi nha. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em like cho mấy chị cái bộ mèo Hello Kitty này nè. Em còn 20 bộ nha. 10 bài chải đánh răng Trần Thư, chị cho số khác ok chị. Nhớ lần này cho số khác thì để ý giúp em nha chị ơi. Chứ chị cho mà không mua được cái thí mụ nội luôn, chết luôn. Rồi. Cái này mấy chị nè, em tặng mấy chị là 100.000 4 bộ, đẹp ơi là đẹp luôn. Mèo Hello Kitty. Con mèo Hello Kitty bộ ngố nha. Trắng hình ok dung trần. Trắng hình dung trần ok. Mèo Hello Kitty 100.000 4 mèo Hello Kitty. Bốn mèo Hello Kitty em sale luôn 100 nha. Bốn bộ mèo Hello Kitty em sale mấy chị 100.000 luôn, bộ ngố luôn. Từ 38kg đến 58kg mặt vừa. Mèo Hello Kitty nha, con mèo Hello Kitty nè mấy chị nè. Đẹp khủng khiếp luôn. 38kg đến 58kg bộ ngố luôn nha. Bốn bộ bốn màu cho em. Còn 20 bộ nữa em xả mấy chị luôn. Là 100.000 bốn bộ. 100.000 bốn mèo, chốt đơn đi giúp em ha. 100.000 bốn mèo mấy chị. Đi đơn từ 100.000 mấy chị yêu nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Toàn bộ là bộ ngố không, đẹp xuất sắc luôn. 100.000 bốn mèo Hello Kitty, 38kg đến 58kg mấy chị. Chất thun 3D siêu co giãn. Rồi em còn é 20 bộ em tặng mấy chị luôn chiều hôm nay luôn ha. Không bao giờ có hàng nữa mấy chị nha. Bộ rất là đẹp luôn. Hàng này không có đâu. Ngố người ta bán 35.000 một bộ mấy chị. Không có ai mà sale rẻ giống vậy đâu. Rồi còn 20 bộ em sale mấy chị luôn là hết nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Vải thun chị, vải này vải thun mấy chị ha. Hàng người ta bán siêu thị tan mạc đầy đủ hết mấy chị thấy không. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em ha. Rồi nha. Hàng này là em bán 35.000 bộ mà giờ em sale luôn. 100.000 bốn bộ chốt đơn cho em. Vải thun co giãn 38 đến 58kg mặt vừa mấy chị. Hàng người ta bán siêu thị mấy chị nha. Xịn lắm luôn. Rồi chốt đơn này giúp em. 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ ok cho pha xà này. 4 bộ 4 màu này. Pha xà 4 mèo ok. Pha xà 4 mèo ok. Hàng này đâu có đâu chị yêu. Chị mà hỏi một phát là người ta mua hết luôn á. Chứ chị sợ vải gì. Em bán đó giờ mà không có hàng bán luôn á mấy chị yêu. Cái này em sale cho vui thôi. Chị pha xà xỉ em ôm một cái rẹt là hết liền. Pha xà 4 bộ. Chị cúc vàng là 20 bộ và chị dung ngô là 4 bộ ok. Chờ em xíu một tí cho bộ mèo nha. Rồi chờ em xíu mấy chị ơi. Cúc vàng mèo đi đâu hết trơn rồi. Mèo bây giờ em cũng không thấy mà em bán nữa là em cũng không thấy em bán nữa là mấy chị sợ. Mèo ok chị Kha Thi Trương. Chị cúc vàng là 20 bộ nè. 4 bộ cho chị Trần Thị Diệu này. Mèo nha. Mèo đó. Mèo đó. Lựa giờ không kịp nữa. Em cũng không biết luôn. 35kg nó hơi rộng nhẹ xíu mặt cũng ok mấy chị. Không có sao hết. Cái này hơi rộng nhẹ xíu mặt nó cũng ok. Không có sao hết nha. Mèo này giờ em cũng chả thấy mèo ở đâu. Em cũng bán lụi cà xa luôn. Chứ em cũng biết số lượng có đủ không. Mèo nó quá trời là đẹp đi. Đâu có hàng mấy chị. Mèo này là cưng lắm á mấy chị. Hello Kitty mà bộ ngố nữa nha. Phải đơn giản mấy chị ơi. Mà em sale này mấy chị tưởng là lời nhiều lắm hả. Trời ơi 25.000 là không mua đủ tiền vải. Không đủ tiền công luôn á mấy chị. Ai mà nó cho mấy chị vải rồi nó kêu mấy chị đi may cho nó 4 bộ. Nó trả mấy chị 100.000 bạc tiền công thôi. Mình cũng không may được luôn á. Đúng không. Mà cái này người ta gia công ra sẵn là bởi vì người ta may với số lượng hàng triệu bộ á mới được. Chứ còn mình làm sao mà mình may được mấy chị. Trời ơi là trời muốn xỉu. Chị Đường Tuyệt Phương Phương ok. Úc Binh á hả? Úc Binh. À rồi ok, Úc Binh 4 bộ ok. Rồi. Rồi em nói thiệt nó quá trời đất đẹp nữa. Rồi nha. Rồi thôi em ngưng cái mẫu này chứ em sợ không đủ kem đánh răng phải không? Kem đánh răng chờ em một xíu. Em có một cái dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nè mấy chị nè. Em xem với chị là 25.000 một hộp. Xay thịt là 145. 25.000 một hộp. Chị nào lấy 4 hộp à, 3 hộp này em xem 70.000 luôn. 3 hộp em xem 70.000 luôn. Mấy chị ở kem đánh răng em xả lỗ luôn.
kem đánh răng của Hàn Quốc. Nói thật là mấy chị nói chứ bán mà nó cứ nói xả là sao tin. Nhưng mà lúc đầu á, mình bán á, mà khách hàng chưa có biết đến mặt hàng này nè, mà mình bán lời là khách hàng không có dám mua. Nhiều khi mình phải bán lỗ vậy đó, để cho khách cảm thấy rẻ, khách mua khách xài. Xài thấy ok rồi tự nhiên lần sau người ta mua rồi mình nhích nhạ giá lên một xíu. Đó là kinh nghiệm bán của em á. Chứ nhiều khi á, hả, mình bán mắc quá người ta sợ, người ta không dám mua luôn. Rồi mấy chị chốt đơn với em là kem đánh răng của Hàn Quốc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em đi săn sale. Nhiều khi công ty nó có cái chương trình là ôm số lượng 1.000 tiếp kem đánh răng, là nó sale rẻ cho mình thêm, nó tặng thêm cho mình. Về em chia cái giá ra, thay vì là như người ta này nhập về 25 là mình bán 27 đúng không? Nhưng mà em nhập về 25 em vẫn bán giá 25. Em nhập 1.000 hộp đó, tặng cho em 50 hộp, em lời 50 hộp đó thôi. Còn lại em bán 1.000 hộp đó là giá bằng y giá em nhập, em chỉ lời 50 hộp khuyến mãi thôi. Vậy á mấy chị, em bán hàng mị gì đó. Cho nên người ta nói em là trùm phá giá là gì đó mấy chị này. Kem đánh răng 93 của Hàn Quốc siêu. Nói chung là đánh xong cái răng nó thiệt là sạch luôn. Nó sạch cực kỳ luôn. Trắng răng thơm miệng Hariwon nha. Đây nè, kem đánh răng của Hàn Quốc. Rồi mấy chị chốt lên giúp em 25.000 một tiếp. Chị nào mua 3 tiếp thì 70, chị nào mua 1 tiếp thì 25. Em ôm là em ôm cái chương trình lớn. Vậy em vẫn bán mấy chị bằng y như mấy chị mua lẻ thôi. Nhưng mà em lời là em lời cái chương trình của công ty nó chiết khấu lại cho em thôi. Rồi chị nào lấy chốt đơn giúp em là kem đánh răng nha. Rồi em xem mấy chị là 25.000. Chị nào muốn lấy mấy hộp thì lấy 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 5 hộp tùy ý mấy chị. Không có bắt buộc ha. Muốn lấy bì nhiêu thì tùy ý. Chị Thoa Maria. Rồi ok chị, 10 bàn chả đánh răng với 3 kem đánh răng. Em nói thiệt mà, tính em bán đó giờ em bán mị lắm à. Rồi bé trai thì không, bé trai 20kg hiện tại đang bị cháy hàng mà không có nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn giúp em là bàn chả kem đánh răng cho em. Kem đánh răng cho em nha. Kem đánh răng 25.000 tiếp, rẻ ồm, rẻ quét luôn. Rồi ok cho chị Trần Sâm. Ok chị Trần Sâm. Rồi, cái áo dễ thương quá vậy bà nội. Rồi nè, áo Quảng Châu mấy chị coi cái bị đựng nè. Mấy chị mà thấy cái mạc này là mấy chị biết hàng xịn rồi đúng không? Cái này em sale mấy chị 25 luôn. 3 tiếp kem đánh răng ok chị Trần Nhứa luôn. Đây, một cái áo Quảng Châu nè. Form 57kg mặc vừa nha. Ai mà bán mấy chị 25.000 á, em xin kê đầu ngồi luôn. Cho em coi đồ bên tay trái của chế đó, màu trắng ha. Màu trắng luôn em. Đấy hả? Hay là đây? Nhiều lắm luôn á, không biết em coi cái nào luôn. Rồi chị nào lấy đỏ 25 chốt em. Một cái áo Quảng Châu xuất sắc như vậy nè, 57kg trở lại mặc vừa. Trời ơi, nó đẹp. Nó đẹp mà nhức nhối con tim luôn với chị. Hàng Quảng Châu mấy chị thấy xịn không? Ai mà bán giá 25.000 không bao giờ có ai bán luôn, em nói thiệt. Rồi em xem mấy chị 25. Rồi áo khoác á thì 80kg là không có vừa chị yêu ơi. Như Ý Ngọc ok. Cái áo này em sale với chị là giá là 25.000 chút đơn nha. Khoác thì phải dù chị mà 80kg thì không có. Form nó cỡ 60kg à. Rồi chốt đơn đi giúp em nha. Chị nào lấy comment lên giúp em. Chị nào lấy comment lên giúp em. Ui trời. Rồi. Quần Quảng Châu hả? Áo Quảng Châu hả? Ok chị Nguyệt Khang. Áo Quảng Châu chứ. Ok chị Nguyệt Khang 25.000. Áo khoác thì em có ít lắm mấy chị. Em like vui vui thôi chứ giờ nhân viên nó bận chốt đơn hết. Có một mình em like thí mùa nội em luôn. Không một đứa nào nó phụ em hết trơn. Trời, like sạch khói ra. Rồi chốt đơn lên giúp em là áo Quảng Châu 25 mấy chị yêu nha. 25.000. Trời ơi, like một mình sạch khói rụt ra. Rồi 25 chốt đơn cho em. Đây nè, còn mấy cái nữa nè. Áo khoác bé gái người lớn thì chị không có. Áo khoác bé em. Áo khoác bây giờ là nó cũng không có hàng luôn nữa rồi. Đừng nói bé hay người lớn, không có hàng gì luôn. Trời ơi. Áo Quảng Châu ok Diễm Trúc 25.000. Nè, thiệt mà, đẹp lắm luôn á. 25 ok Diễm Trúc. Chị nào biết mua. Ok 25 Diễm Trúc. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoài nha. 25. Rồi tiếp tục cho Hoàng mấy chị. Trời ơi chất đẹp quá.
xanh chuẩn, cái chị này rút dây như vậy cho 25. Những cái áo gân này là rất là đẹp luôn nha. Áo gân này là mấy bạn thiết kế là lấy của Hoàng về á, là bán giá là 55.000. Chỉ có Hoàng bán với chị là 25 thôi đó. Nhưng mà 56, 57 kg thôi nha, mập hơn thì đừng có bơi vô. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn với Hoàng là xanh 25. Xanh 25 Boris xịn nha. Trời ơi, xịn lắm á mấy chị. Xanh chữ 25. Ok chị Trần Sâm. Bên tay trái màu đỏ hơn. Bên tay trái màu đỏ là gì vậy chị? Bên tay trái màu đỏ là gì vậy bà ơi? Không biết đường bà ơi. Xanh nó hằng bị hết rồi. Xanh chữ kiểu đó hằng bị hết rồi. Cái áo crop top này thì mình cỡ tầm 20kg đến cỡ tầm 55-56kg mấy chị chốt em cổ tim. Cái mẫu đó hết rồi nha, chốt em là cổ tim đi. Cái mẫu xanh đó hết rồi, chốt cái này cho em cổ tim crop top. Mấy áo này thì mấy bạn nhỏ con hoặc là mấy bé mấy chị chốt em cổ tim đi. Cổ tim nha, cái kia hết rồi. Kia có một cái à, áo này nó có từng cái là chốt em này cổ tim đi. Cổ tim em được một cái, hai cái nè. Cổ tim em có hai cái nha. Cổ tim. Từ từ đợi tí mẹ xuống rồi. Cổ tim chốt đơn với em mấy chị cổ tim nha. Cổ tim comment lên giúp em là cổ tim. Rồi, áo dây xanh nè, 25 luôn. Dây xanh 25 chất là Boris xịn hết nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Cỡ 56 57 kg là ok. Cổ tim là ok cho Diễm Trúc nè. Cổ tim cho Diễm Trúc một áo nè. Cổ tim Diễm Trúc nè. Chị nào lấy cổ tim chốt cổ tim, chị nào lấy dây chốt hàng dây nha. Chị nào lấy ba lỗ chốt ba lỗ luôn, giá 25.000. Giá 25.000 bưng vệ sinh hết rồi mấy chị, ba lỗ luôn. Cổ tim ok Thảo Trần, khách mới cho Hằng Sinh thông tin nha. Cổ tim cho Thảo Trần. Khách mới cho Hằng Sinh số điện thoại nè. Dây xanh ok Hương Lan nè. Dây xanh cho Hương Lan. Áo xanh hai cái bị hết rồi chị yêu ơi. Áo xanh chữ xanh đó em bị hết rồi. Chị lấy cái này được không chị Huỳnh Trần Thị Huỳnh Giao được không chị? Một cái xanh chữ này nè. Rồi với lại một cái xanh cổ tim vậy được không? Ok nè, ba lỗ hai cái ok cho chị. Cho chị Lan Nguyễn này. Cái gì mà thâm thẩm mà thơm vậy Mai? Cống hả? Cái gì ghê bà? Trần Thị Huỳnh Giao hái này được không chị yêu à? Được thì báo em ok nha. Được thì báo em ok. Một cái cổ tim nhưng mà nó lại là cổ tim như vậy nè. Được thì em ok cho hai cái nè. Một cái cổ tim với một cái xanh chữ ba lỗ ok Bảo Lâm Nhân. Cái hàng này nó đâu có hàng kiểu mà. Nó đâu có trùng mẫu nhiều mấy chị. Hàng kiểu này nó không có trùng mẫu nhiều đâu. Đó chị được thì báo em liền nha. Em chốt cho. Không em làm cho người khác rồi. Cái ba lỗ bị hết rồi. Cái này mấy chị chốt em là một cam tay đi. Ủa cái mùi gì vậy? Một cam tay mấy chị nè. Dễ thương ha. 25. Một cam tay 25 ngàn chốt đơn đi giúp em. Xanh chữ của tim luôn hả? Rồi ok chị. Chị là vậy là chị lấy cái này luôn đúng không chị Lan? Chị Lan Nguyễn đúng không? Trời ơi cái gì vậy trời. Chị kia không lấy em chốt chị. Cổ tim nè. Em chốt có một mình nó lụm thụm lắm luôn. Rồi ok. Màu ca tay cho em nha. Thôi bây giờ đi xem có mẫu khác đi. Mẫu nó lụm thụm quá. Cho chị một ri đùi xịn coi. Áo khoác vàng 55.
áo khoác vàng 55. Like giờ này mà view cũng cao mới điên chứ. Mày kinh luôn. Vì đú lên đây không nhảy xuống được. Từ từ chờ em xíu nha chị ơi. Lầy ghê thì cái chứ, má nó thiệt cái chứ, lầy lội. Trời ơi, vẫn còn 70.000 xem ác. Mấy chị ơi, em tặng mấy chị cái mẫu này ok lắm nha. Cái mẫu này là mấy chị, cái này em chỉ còn hồi nãy em ra em kiểm tra rồi, còn tầm cỡ mười mấy bộ thôi. Em tặng mấy chị cái này 25.000 bộ. Nhưng mà em khuyến khích mấy chị bị á là mua 4 bộ. Tại vì bộ này là bộ đùi xịn, rất rất xịn luôn mấy chị. Hana là 45. Hana 45. Bộ này đùi này rất là xịn mấy chị. Nếu như mấy chị nhận hàng không xịn em cho mấy chị trả lại luôn. Nhớ canh ký giúp em là được. Bộ này lúc trước là bà sĩ bà bỏ em là giá 35. Em bán là 39.000. Nhưng mà giờ còn 200 mấy bộ là bà đổ hết cho em luôn. Nên là em sale được cho mấy chị giá 25 nha. Chỉ lời mấy chị chưa được 500 luôn á. Nhưng mà em thích quá nên em bán rẻ mấy chị luôn. Cái này em xem mấy chị là 25.000 bộ. Mấy chị muốn lấy mấy bộ thì lấy. 40kg cho đến mấy chị là 57kg. 40kg đến 57kg thôi nha. 40kg đến 56-57kg thôi. 4 bộ 4 màu. 4 bộ 4 màu. Lấy cam với xanh đi là gì chị. 4 bộ 4 màu mấy chị yêu nha. 4 bộ 4 màu đẹp ơi là đẹp luôn. Không đẹp em cho trả lại. Nhưng mà nhớ là canh số ký giúp em nha. Vải là miễn chê luôn. Chị Bảo Châu ok. Xách bới cho em xin số điện thoại nha. Ok chị Lan Phương. Ok chị Nguyệt Khang. Bộ này đẹp lắm mấy chị nha. Rồi đây. Đây rồi mấy chị chốt đơn đi liền giúp em nha. 4 bộ là 4 màu đúng rồi mấy chị. Em lấy mấy chị là 4 bộ 4 màu mấy chị khỏi lo. 4 bộ là em lấy mấy chị yêu là 4 màu nha mấy chị nha. Chứ 4 bộ mà em lấy mấy chị 1 màu chết luôn á. 4 bộ 4 màu. Rồi nha, ok chị Bảo Châu. Rồi cái này mấy chị chốt đơn lên giúp em nha. Cái này hoàn bán cho mấy chị là đùi xịn. Đùi xịn nha mấy chị nha. Đùi xịn chốt đơn lên giúp em. Chất vải rất là xịn luôn, xịn kinh khủng luôn. Bộ này là như mấy chị mà mua sỉ là phải giá cỡ 3x á. Bộ rất rất là xịn luôn mấy chị nha. Rồi từ 35-37kg cho đến mấy chị là giá ốc bên 57kg trở lại mặt vừa. Bộ này vải mềm mướt xịn luôn. Cái này em chốt 4 bộ 4 màu.
chị Đặng Chí Nhân, ok. Xíu nữa rồi, ok, nhớ lấy bộ vàng. Bốn bộ chị Khoa Bùi, ok, chị Bảo Châu, ok, chị Lê Tuấn, ok. Rồi mấy chị nha, em chốt bốn bộ cho mấy chị yêu là bốn màu đùi xịn nha. Cái này là đùi xịn cho em, đùi xịn cho em nha. Rồi em để ra nhân viên tí nữa nó chốt mấy chị đùi xịn cho em nha. Rồi chị nào lấy đùi xịn comment cho em đùi xịn, ok, chị Dung Ngô. Rất là xịn luôn. Cái này đùi này em bán từ 4 bộ mấy chị. Đùi em bán từ 4 bộ. Có mẫu em bán 1 bộ, nhưng mà cái mẫu này thì em bán 4 bộ. Chị Út Binh là bữa cho size số điện thoại phải không ta? À Út Binh không. Ok, chị Châu Cao, vải đẹp không chị? Nhức nách luôn. Vải này đẹp nhức nách luôn. Vải này nhức cái nách luôn. Dạ cái này thì không túi mấy chị ơi, không túi nhưng mà vải rất là xịn luôn, mà không có túi gì nha. Trời ơi em nói thiệt á, mấy chị á mà 25 ngàn mà mấy chị mà mua được cái bộ như vậy thôi nè, là em cũng đi cái đầu xuống đất luôn á, em cũng đi cái đầu xuống đất luôn á. Em là em nhập số lượng là hàng 5 ngàn bộ, 10 ngàn bộ, chưa được cái giá này luôn. Mà bình thường là bà xưởng mà bỏ mình là 3 ít nha. Nhưng mà mình lấy hàng quanh năm suốt tháng gì đó, rồi lúc cái hàng này còn ít lại thì bà sale cho mình, mấy chị hiểu không? Chứ làm cái chi mà có được, trời ơi. Có hết tổng là mấy màu em hả? Có hết tổng là, có hết tổng là để em coi thử nha. Màu vàng, màu đỏ, màu xám, màu cam, màu xanh, 5 màu á chị. Có tổng cộng là 5 màu. Màu xanh này, màu cam này, màu xám này, màu vàng, màu đỏ chị. Ok chị Khi Kha Thi Trương, ok. Rồi chị Ha Sang khách mới cho em số điện thoại địa chỉ. Chị Dung Ngô, ok. Bảo Châu, ok. Chị Bích, Bích Pha là không, cái này là cỡ tầm 58kg. Cái này là 56-57kg thôi. 56-57kg ok nha. Cái này 35kg thì bé mặc ok, 30kg thì bé sẽ mặc hơi rộng. Bé nhà Hoàng ba mấy ký này Hoàng biết. Đùi xịn mỗi màu một bộ, ok chị Bích Pha luôn. Cái hàng này mấy chị nhận hàng không đẹp cũng cho trả lại nha, cho trả lại thoải mái luôn, nhưng mà nhớ confirm giùm em. Chứ mà mấy chị confirm sai là lỗi do mấy chị á, là hoàn lại tội em. Nhưng mà vải thì đẹp lắm, vải thì đẹp cực kỳ ha, vải thì đẹp cực kỳ. Nhưng mà cái form á thì đó từ cỡ là 38kg đến cỡ tầm 50-mấy kg thôi nha. Để ý ký giúp em. Chị Trần Thị Diễm 25.000 bộ, chị Ha Sai Phượng Phan, ok. Ôi đù, thiếu mụ nội rồi. Thiếu mụ nội rồi, em chất cái bộ đó ra mất tiêu rồi. Thí mù anh luôn. À đây. Ủa, lúc nãy em chất một mớ, bị một mớ giấy mua rồi. Ngơ rồi, em đã ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Thí mụ nội rồi. À đây 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 đây. Đùi xịn Út Bơ. Ok Châu Cao. Ok ok. Dạ chị giá sỉ cũng như giá lẻ chị. Khách sỉ em mấy chị thấy mua lần 20 bộ, 30 bộ trên livestream không? Máy sỉ mấy chị như bán lẻ vậy luôn á chứ. Giá là có 500 mà em chạy số lượng mà sỉ lẻ như nhau, mấy chị lẻ mấy chị sướng lắm luôn á. Sỉ em cũng lựa like như mấy chị và cũng mua y chang mấy chị, không có gì khác hết. Tại vì một bộ em chỉ lời có 500 đồng mà. Có một bộ em lời có 500 đồng mà hà. Hả? Sắp xong rồi, đùi xịn lấy thêm 6 bộ nữa, ok chị Phong. Khách hàng ở đâu? Khách hàng ở đâu? Ủa xong nói. Ok chị Nguyễn Sáng nè. Cái này là em bán là 4 bộ, 6 bộ nha, chứ em cũng có bán 2 bộ mấy chị yêu rồi. Rồi ok nè. 4 bộ, 6 bộ, máy xay thịt 145. Máy xay thịt 145. Từ từ, trời ơi, tự nhiên trúng bữa thì view cao thì đang bán hàng ấy. Mấy bữa trừ rồi lo cho anh hoài, bây giờ mới lo được cho em. Thì em like em chiếc 1.000 đơn à, cũng mới được có mấy trăm đơn à. Rồi. Anh ở đâu? Anh với ai? À vậy hả? Cho 5 bộ ok chị. Hà Sang ok chị. Anh qua đây. 4 bộ không vàng ok cho chị. Hoa Maria.
Cái này em chạy số lượng không mấy chị ơi. Cái này là em chạy số lượng không á, chứ em không có lời bao nhiêu đâu. Lời có 500 ngàn thôi. Em đi săn mấy cái này em nhập toàn 5 ngàn bộ, 10 ngàn bộ cho được giá rẻ không á. Rồi mấy chị nha. Có em thấy chị Loan Ánh chốt rồi. Rồi bây giờ em mai hả, nhà mình còn cái sữa tắm kia kìa. Sữa tắm chị thấy còn 5 chai á, bán tặng mấy chị luôn đi, đùi xịn cho em nha. Máy xay thịt ok chị Bích Pha. Máy xay thịt đây, máy xay thịt là 145 ngàn. Nhà em đang xài á, xay cua, xay tôm, xay gì cũng được hết. Nó lộn xay cua chứ nó lộn xay tôm. 145 ngàn, 4 bộ không lấy vàng ok chị Lan Ánh. 4 bộ cho chị Tuyết Nguyễn Tuyết. Thì chết nhập máu xuống được ơi, thì chết like chiều và tiêu được cả. Sao cái giờ này hình như mình hơi bị linh đó chứ thầy. Bữa linh thì cái sáng từ nào ngủ 6 giờ 5. Tao la. 5 bộ đùi 50 kg ok chị. 50 kg là đẹp chị. 50 kg là đẹp. 50 kg là chị khỏi lo gì hết. Máy xay thịt bột 45. Mền cho chị Trần Sâm một cái mền 85 ngàn còn chị ạ. Còn 1-2 cái em sale cho. Bà chồng bà đi làm nhà nước á, giờ bà hại ăn uống bà nhăn ôm á, bà đâu có cho em like đâu mấy chị thấy không. Nhân viên thì nó chốt đơn cũng không có ai phụ em luôn. Mình em ham như con chó lát chó dại vậy chứ. Binh thì nó hết. Rồi mấy chị nè, máy xay thịt nha. Rồi em xem mấy chị luôn. Là 145 ngàn, dễ dùng lắm. Bỏ thịt, bỏ tôm, bỏ cua vô rồi cắm lên là nhấn nút thôi. Nó ở đây là có một gạch thì số 1, hai gạch số 2. Nhưng mà mình nhấn cỡ tầm 10 đến 15 giây là tối đa mình nhả ra một lần là xong. Xay cua nát hết luôn. Xay thịt, xay tỏi, xay ớt, xay gì cũng xịn hết. 145. Cái này Tết mấy chị làm chả giò, mình tự làm, mình tự quết, tự hấp luôn. Ngon lắm. Chốt đơn lên giúp em nha. Máy xay thịt 145. Máy xay thịt này em xem mấy chị 145 ngàn nha. Con thì mẹ nói là 8-9 giờ mẹ mới đón. Mẹ nói để ý đó cho mẹ cho nó chơi. Bận thì lưỡng dẫn nó về. Ờ thì anh qua trước đây cỡ tầm 10-15 phút em qua à. Ờ hả? Chi nữa? Chờ chị chi? Thì em hỏi là chờ chị chi Kim Sâm là ai? À, cái chị Kim Sâm là cái bà tiệm vàng ở bên bên kia kìa. Bà hẹn với Khôi Ú nay qua ăn đó, bà đang ở trên quán. Thì đó, cho nên bà chồng chị bà nhăn quá trời đó. Thì cái bà tiệm vàng Kim Sâm là cái bà mà ở bên ngã ba gộp này, cái tiệm vàng lớn đó. À, hai vợ chồng qua đây lần đó, bà rủ mà quán Tân Sơn quán ăn đó, nên bà chồng hồi nãy giờ về bà ngồi bà rẹo rẹo réo réo hoài đó. Thấy tôi còn live stream bà nhăn như các cổ đó không thấy à. Bà đi một mình thì bà cũng không đi được, bà đứng đó bà réo hoài chán dễ sợ. Gì nữa. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Kem nó đăng 93 này là chị có like rồi. Cái này nè mấy chị nè, sữa tắm nè em thấy còn 5 chai. Em tặng mấy chị giá 39 ngàn luôn để em xuống live stream luôn. Bà chồng hối quá. Mấy chị em tặng mấy chị cái này là sữa tắm collagen. Mấy chị biết xong mình tắm sữa tắm bình thường á là nó chỉ làm sạch da thôi. Nó chỉ làm sạch cho bề mặt da thôi. Nhưng mà sữa tắm collagen chiết xuất từ lá trà xanh này, nó sẽ giúp cho da của mấy chị á nó trắng hơn mấy chị. Những cái vết mà chấm chấm đồi mồi trên da đó, và những cái vết mà nám ở trên da đó, không phải da tay da chân mà không bị nám đâu mấy chị, thì lần lần nó sẽ bị được cải thiện hết. Đó, đây này, hồi trước em có một cái bớt ngay đây nè, bây giờ nó cải thiện mút mòn mấy chị thấy không nè. Đó, đây. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt em là sữa tắm này là giá 65 á, còn 5 chai thì em tặng mấy chị là giá là 39 ngàn thôi. 4 bộ xịn không lấy đỏ ok chị Loan Bạch. Bộ xịn thì quá xịn. Bộ xịn thì quá xịn luôn. Bộ xịn nè, chị nào muốn xem thì chờ xem. 4 bộ thì 4 màu. Nó có màu vàng, màu xanh, màu xám, màu đỏ, màu cam. Dạ không chị. Chị thấy bà chồng em mà đứng mà réo nãy giờ á. Đấy là chồng em là ổng đi làm nhà nước mà. Em ở nhà là vừa là một cái câu lạc bộ pizza mà còn vừa live stream nữa đó. Mà em mê lắm á, em làm á.
mê thù lù em làm. Cái này là từ 38kg cho đến mấy chị là cỡ tầm 56-57kg mặt vừa. Em thấy đồ đẹp giá rẻ, em thích, em like vậy á mấy chị. Không ai bắt em làm luôn á, em làm mới xịt máu cam ra. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi cho em là sữa tắm 39 nha. Chị Loan Bạch là ok nè. Chị Loan Bạch là ok nè. Chị Trần Xăm là lấy một cái mền nè. Rồi chị Loan Bạch là 4 bộ này nè. Đúng rồi, mền xịn lắm. Mền xịn lắm. Mền thì rất là xịn luôn. Sự quần rinh đó hả? Quần rinh thì em không có chị ạ. Quần rinh thì em có quần rinh đùi thôi. Quần rinh là em có quần rinh đùi thôi, chứ quần rinh dài nha em mặc là không có. Rồi sữa tắm 39 ngàn cho em nha, chứ không phải 35 mấy chị. 39 nha. Rồi em chốt nè. Sữa tắm là ok cho chị. Chị Loan Bạch là một sữa tắm nè. Chị Trần Thị Diệu một sữa tắm nè. Chị Cúc Vàng có sữa tắm nè. Chị Bích Pha có sữa tắm nè. Rồi chị Trần Diễm có sữa tắm nè. Rồi ok chị Như Ý Ngọc sữa tắm nè. 57kg là không vừa chị. Chị Nguyễn Long ok nè. 57kg là cái bộ đó. Nếu như mấy chị 57kg thì mấy chị phải cao cỡ được mét 57 thì ok. Cái bộ đó thì vải nó xịn lắm, nhưng mà nó cũng cỡ 57kg thôi. Sữa tắm chị Hà Sang này. Ok. Rồi chốt đơn với em. Sữa tắm là chị Lê Tuấn khách mới. Là mấy chị nhớ cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha. Số điện thoại với địa chỉ vào cho em. Sữa tắm ok Loan Ánh này. Sữa tắm Bảo Châu này. Sữa tắm của Pháp. Sữa tắm của Pháp đây nè. Đặng Hân ok Mỹ Thanh sữa tắm đó của Pháp. Khách mới cho em số điện thoại đi mấy chị luôn. Nói khổ kính là khổ. Trụng ngay nồi hực làm xiếng là bật ngơ. Em lấy hai chai Hana Su Lubu ok. Hana là chị Hoàng sale giá 45 em ạ. Chị Hoàng sale 45 ngàn chai Hana luôn. Hana 45 nha. Cái này là băng cá nhân này. Một hộp là 100 miếng băng cá nhân. Em tặng mấy chị là giá luôn 20 ngàn hộp. Mét 56 cũng ổn á. Là vải thun mà, không có coi giãn. Ổn, được. Rồi chốt đơn giúp Hoàng ha. Cái này mấy chị nè, mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Băng cá nhân 20 ngàn một hộp. Một hộp là 100 miếng băng cá nhân luôn. Một hộp là 100 miếng băng cá nhân. Còn mấy hộp em tặng luôn. Giá 20 ngàn. Hana thì giá 45 ngàn. Hana Suki này thì hàng 140 em sale 45. Hàng 140 em sale 45 luôn. Chị nào lấy chốt em là dung dịch Hana tem nè. Cái này là mấy chị rửa cho vùng kín á. Cái vùng kín mình nó sạch bóng luôn. Nó thơm tho, cái vùng kín nó sạch. Cái vùng kín nó thơm cực kỳ. Thơm và sạch luôn nha. Vùng kín mình nó sạch sẽ hết. Nấm huyết, trắng ngứa, nấm đồ này kia. Mà thơm tho lắm. Chốt đơn đi giúp em nha. Băng cá nhân á thì mấy chị chốt băng cá nhân. Chị nào lấy dung dịch Hana chốt em dung dịch Hana. Sữa tắm là chị Trần Thị Huỳnh Giao ok. Băng cá nhân ok. Dạ dồn chung chứ mấy chị, dồn chung, chưa chốt thì dồn chung. Chưa chốt thì dồn chung hết mấy chị. Băng cá nhân chị Khoa Bùi. Nhân viên em nó chưa chốt đơn mà nó cũng đang chốt phía ngoài. Dung dịch Hana thì Trần Thị Diệu, băng cá nhân thì Đặng Hân. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp em nha. Chị nào lấy mấy chị comment lên giúp em. Băng cá nhân hoặc dung dịch Hana em tặng mấy chị luôn. Giá sốc luôn. Mấy chị băng cá nhân ok. Chị Loan Bạch khách mới cho em thông tin là được. Phấn trang điểm ít bữa nữa mới về hàng mấy chị. Cái này là chai xịt phòng cao cấp này. Giá là 52 ngàn. Em nói là thơm như nước hoa luôn. Thơm như nước hoa luôn. Bữa nào mấy chị hết nước hoa mấy chị lấy cái chai xịt phòng này mấy chị xịt coi. Thơm giả mang trời ơi là trời. Em sale 25. 25 ngàn giá 52. Giá 52 em sale 25. Chị nào nhận hàng mà nó không thơm em cho trả lại thơm y như mùi nước hoa thương hiệu Limo. Giá bán là 52 ngàn. Em sale mấy chị luôn. Là giá sốc luôn 25 ngàn. Chốt đơn đi giúp em. Xịt phòng 25. Xịt phòng 25k nha mấy chị nha. Chốt đơn cho em xịt phòng 25. Ok xịt phòng. Lấy áo của chị. Lấy chị áo khoác mẹ có không. Body thì bây giờ em có cái thằng body Livy nè. Em tặng mấy chị cha đi rồi em xuống livestream. Em để cha che. Chị nói với nhân viên em cho địa chỉ rồi đó. À dạ rồi ok chị. Chị cứ nói với nhân viên cho địa chỉ đi mấy chị. Nói nhân viên bình thường.
Cái này hàng này 150 này, em tặng mấy chị luôn, xịt phòng 2 chai ok chị Loan Ánh, khách mới nhé, cho em số điện thoại nha mấy chị nha. Khách mới cho em số điện thoại luôn. Cái này mấy chị nè, cái này là nước hoa của Singapore, em còn 5 chai thôi. Em tặng mấy chị giá 45 luôn. Lấy chai xíu nữa em đi chơi em xịt. Cái này là nước hoa của Singapore nha, nước hoa blue của Singapore. Hàng này 150 á, em tặng mấy chị giá là 45 luôn. Em tặng mấy chị giá 45.000. Em tặng mấy chị giá 45.000 luôn nha. Xịt phòng ok chị Mỹ Thanh. Nước hoa blue của Singapore. À, chị Lê Tuấn ok. Khách mới mấy chị nhớ cho em số điện thoại nha. Nhắn tin hoặc lên số điện thoại giúp em, hoặc nhắn tin vào trang bay giúp em. Chai nước hoa này đẳng cấp lắm mấy chị. Mỗi chị sắm size mà xài. Mùi thơm dễ thương cực kỳ luôn. 45.000 thôi. Phụ nữ mà không thích nước hoa thích gì? Mấy chị phụ nữ là phải thích nước hoa, phải thích hoa. Thơm lắm. Mỗi người phải có 10 hương. Chồng mình hôm nay nó ngửi hương này nó chán rồi, ngày mai xịt nước hoa khác, ngày mốt xịt nước hoa khác, đi ra đường cũng vậy. Đâu phải là hôm nay mình xịt này rồi ngày mai mình xịt này đâu, nhân viên vậy nó cũng điệu hơn em nữa. Mỗi ngày đi làm một mùi hương nước hoa khác nhau mấy chị. Rồi quá đẳng cấp luôn đúng không? Rồi tặng mấy chị nha. Hàng Singapore gia chuẩn luôn. Rồi giá 45, nước hoa 45 cho em. Xịt phòng là ok chị Trần Thị Kiểm. Nước hoa em tặng mấy chị giá 45. Nước hoa 45 nha mấy chị nha. Nước hoa này em tặng mấy chị 45.000. Không có nhiều nha. Có được mấy chai thôi. Rồi ok Bảo Châu, Hình Hương, chị Loan Bạch, khách mới đặt hàng thì nhớ cho thông tin. Chị Thoa Maria ok. Rồi mấy chị chốt đơn này giúp em nước hoa nha chị Bảo Châu. Rồi chốt đơn này giúp em là nước hoa. Nước hoa chị Châu Cao, em nhận đơn lụi là xa nữa. Phạm Kim Thanh. Nước hoa mà 5 chai luôn hả có mô. Rồi. Rồi cái này là body Levi nè, em ngừng nhận đơn cái đó. Body Levi nha, hàng nổi tiếng này. 120 nè. Body Levi hàng nổi tiếng 120 nha, hàng chuẩn luôn. Giờ em sale mấy chị luôn nè, giá sốc luôn. Máy xay thịt 145. Body Levi nha, em tặng mấy chị giá sốc luôn. 49.000. 49.000 hũ nước ớ quên lộn một chai body. Chị Tâm Thanh, chị Bích Pha, chị Hà Sang, trời ơi là trời, nước hoa mô mà có khổ đời. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em. Body Levi nha, em sale mấy chị luôn. Giá 49.000. 49.000 một khẩu body Levi, siêu thơm luôn. Trời ơi nó thơm dữ rồi. Body Levi chốt đơn đi giúp em. Phụ nữ mà không có body, không có nước hoa là thua luôn. Chốt đơn đi giúp em là body Levi nha, 49.000. Body Levi 49 mấy chị ơi. Mấy chị coi này, thoa lên cái hai bàn tay nó khác hẳn luôn. Nè, bàn tay của em thoa lông cái này thoa sơ thôi mà nó đã trắng mịn rồi, còn bên đây nè, đen đen. Rồi chốt đơn cho em body Levi 49. Body Levi ok Thi Kha Trương. Ok chị Tâm Thanh. Ok chị Hình Hương có, chị Loan Bạch có mấy chai thôi mấy chị ơi. Em sale 49.000, chốt đơn nha. Khách mới đặt hàng cho em số điện thoại là ok. Khách mới đặt hàng là nhớ cho em số điện thoại là có hàng nha mấy chị nha. Cho số điện thoại là có hàng. Khăn ướt em còn 5-6 bị nè. Tặng luôn mấy chị nè. Khăn ướt còn 5-6 bị em tặng mấy chị là 18.000 một bị. Khăn ướt này là 165 tờ. 165 tờ cái bị khăn ướt chà bá luôn. Có nắp nè. Khăn ướt con ong nha. Hàng xịn sò luôn. Hàng này giá thị trường là 40. Tặng mấy chị 18 thôi. Còn mấy gói em tặng mấy chị đèn tích điện bị hết rồi. Rồi chị nào lấy comment cho em là khăn ướt 18k. Khăn ướt em tặng mấy chị 18k nha. Comment cho em khăn ướt 18.000. Khăn ướt 18.000 chốt đơn với em. Khăn ướt 18. Khăn ướt 18.000 mấy chị chốt đơn với em nha. Băng cá nhân ok chị Tâm Thanh. Rồi cái này mấy chị ơi em tặng mấy chị nè. Cái này là nước hoa bùn kính này. Nước hoa bùn kính cao cấp mấy chị. Xem mấy chị luôn. Giá luôn 25.000 một chai nước hoa luôn. Em đang xài luôn. Mấy chị nè, nhỏ 2-3 giọt nè. Nhỏ, ví dụ như đây là cái bề mặt đáy quần lót đúng không? Mấy chị nhỏ nè, 2-3 giọt ở đáy quần lót. Ôi còn có 2% binh má ơi. Rồi mấy chị chốt chốt đơn đi giúp em. Nhỏ 2-3 giọt đến đáy quần chip hả? Cái gì vậy bà nội?
Ủa sao 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 kỳ vậy? Ủa cái gì vậy bà nội? Rồi em xem với chị luôn nha, giá 25 ngàn. Nè, nhỏ 2-3 giọt trên đáy quần chip nha mấy chị nha. Nó sẽ xông lên giúp cho cái vùng kính của mình sạch sẽ, thơm tho, khô thoáng suốt một ngày dài luôn. Rồi chốt đơn giúp em. Có mấy, có 2-3 hộp thôi em tặng mấy chị dùng thử coi. Sạch sẽ lắm, thơm lắm, khô thoáng lắm, thích lắm. Rồi chốt đơn đây giúp em, chốt đơn nha. Rồi ok chị Bảo Châu, ok chị Trâm Ngọc, ok chị Lan Trần, Kha Thi Trương. Mấy đứa nhỏ nó hù em là có nam vô shop mình, em soảng hồn luôn. Hai bị khăn ướt chị Đặng Hân, em kêu của cái gì nam mà nó biết được bí quyết của mình vậy trời. Xỉu. Rồi mấy chị chốt đơn lên giúp em nha. Xỉu xỉu thật sự mấy chị. Cái này mấy chị ơi, em tặng luôn mấy chị. Sữa rửa mặt nè, tinh chất năng xăm, nước hoa vùng kính ok chị Lan Bạch. Rồi em nói là phụ nữ mà mình không có xài cái đó là hồi xưa em lúa lắm mấy chị. Thiệt sự. Giờ lấy chồng nghĩ lại mười mấy năm, nhưng mà lúc đó mình mới lấy chồng rất là khờ luôn. Tại sao mình không xài dài nước hoa cho nó sạch sẽ thơm tho? Thế bây giờ mà giả tỷ em nói gái ngành đi, người ta sạch sẽ thơm tho thì chồng mình mới thích đúng không? Nhưng mà mình là vợ sao mình không sạch sẽ thơm tho? Sao mình không tự tin lên? Mập thì em cũng mập thì xấu cũng xấu, nhưng mà kệ nó, trên giường ngủ mà đâu có ai biết mập hay xấu. Nhưng mà chỉ còn lại lúc đó là chỉ còn ta với nồng nàn thôi, chỉ nghe mùi hương thôi, chứ làm gì mà thấy được cái mặt đâu. Rồi cái này mấy chị chốt đơn đi giúp em là sữa rửa mặt nhân sâm, còn vài tiếp em tặng mấy chị là giá 35 ngàn. Ngửi thôi nha, ngửi này thôi là thơm ơi là thơm luôn. Sữa rửa mặt tinh chất từ nhân sâm nè, rồi 35 ngàn. Hàng này 85 em tặng mấy chị 35, đẳng cấp ha. Nhìn cái hộp sữa rửa mặt thôi là thấy sự đẳng cấp rồi, mà giá 35 ngàn, rẻ hơn hàng chợ trời nữa. Chốt đơn, chốt đơn đi giúp em sữa rửa mặt nhân sâm. Sữa rửa mặt nhân sâm, chốt đơn. Sữa rửa mặt nhân sâm, chốt đơn ha. Rồi xem mấy chị 35 nha. 35k, 35k, quá trời đất rẻ luôn. Rồi chốt đơn liền lệ giúp em. Em ơi, em thấy bên kia nhà mình còn sót cái chai dầu gội nào của nam không? Một chai thuốc trị ngứa 35. Ok. Rồi chị đo lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Sữa rửa mặt 35 ngàn. Bộ đồ xám hả, hàng thiết kế đó thì Hoàng bán là giá là 45, sale 45, bộ xịn lắm. Bộ thiết kế là Hoàng sale 45, comment cho Hoàng là thiết kế 45. Nhưng mà bộ này 56, 57 ký mặt dừa thôi, thiết kế 45. Ok, ok con dê, ok mấy người đẹp. Rồi chốt đơn lên giúp Hoàng nha. Đây, bộ này thì quần túi xịn sò lắm, nhưng mà cỡ 57 ký trở lại mặt dừa thôi. 56, 57 ký mặt vừa thôi, bộ thiết kế 45. Bộ thiết kế này sale mấy người đẹp 45 ngàn, mặt không đẹp không lấy tiền nha. Rồi thiết kế giúp Hoàng Trần Thị Diễm ok. Thiết kế mấy chị ơi, thiết kế nha, sale 45, chốt đơn thiết kế 45. Cái này từ 40kg cho đến cỡ tầm 57kg thôi, 40kg đến 57kg trở lại thôi nha. Rồi chốt đơn thiết kế. Rồi cái này mấy chị ơi, tẩy trắng răng có, đợi xíu Hoàng sale cho, còn mấy hộp Hoàng sale cho. Khoác này 55 ngàn, khoác này 55, sữa rửa mặt 35 cho Mỹ Thanh. Khoác này sale mấy chị luôn 55, khoác này sale 55 ngàn, chốt đơn nha. Khoác 55 chốt đơn. Cái này cỡ 60kg, 60kg, 62kg ok mấy chị. 60kg, nói chung là 65kg cũng mặc vừa nè, tại Hoàng là 68kg rồi. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng nha, 55 ngàn. Khoác 55 chốt đơn mấy chị, khoác 55 chốt đơn nha. Tẩy trắng răng để hồi coi con, tẩy trắng răng hoàn sale mấy chị luôn nè, 30 ngàn này, còn mấy tiếp, mấy hộp sale luôn 30 ngàn. Trị ngứa 35 ngàn, trị ngứa nha, 35 nè. Chị nào mà bị ngứa không rõ nguyên nhân, ngứa ngáy khó chịu trên 50 là em bó tay thích mà không mặc vừa. Em dưới 40 hả, hay sao trên 50 mà em không mặc vừa. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Khoác 55 cho Mỹ Thanh. Cái này trị ngứa Hoàng xem mấy chị 35. Cái này là tẩy trắng răng Hoàng xem mấy chị 30 luôn. Tẩy trắng răng còn mấy hộp xem 30 luôn là hết luôn nha. Tẩy trắng răng 30 chốt đơn. Tẩy trắng răng 30 chốt đơn đi giúp Hoàng là tẩy trắng răng Hoàng xem 30 ngàn. Tẩy trắng răng xem 30 nha mấy chị nha. Tẩy trắng răng 30k chốt đơn. Quần đoan mặt là hết rồi.
đang mặc hết lâu rồi. Bộ dao lúa mạch này còn mấy bộ teo luôn, hai bộ. Bộ dao lúa mạch này còn hai bộ này, em tặng mấy chị luôn, khoác là hết rồi mấy chị ơi. Bộ dao lúa mạch này là em tặng mấy chị giá 95.000 luôn đi, còn hai bộ nha. Hàng này 155, thiết kế 40kg mặt đẹp nha, trăm thùy. Rồi tẩy trắng răng trăm ngọc, ok. Cái này mấy chị, bộ dao từ lúa mạch nha. Cái giờ gì, giờ gì mà cái giờ quái đảng ông lạ, ông địa gì trời. Lăn đất bỉ em bị hết rồi, chờ em lô sao nha. Cái giờ gì mà cái giờ quái vậy Mai, ngứa ok loan bệnh. Cái giờ chi lạ tì. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Bộ dao từ lúa mạch nè, 95.000. Em nói một cây dao này mấy chị ra chợ mấy chị mua đúng không, cũng 40-50.000 mà nó chỉ là bằng sắt thôi. Khi mà mấy chị mà cắt chanh hoặc là cam mấy chị làm nước đúng không, nó sẽ bị axit hóa hết, nó sẽ ra ten ra tét hết cái phần này nè. Hay là mấy chị sắt thịt lục đồ cũng vậy. Nhưng mà cái này bằng lúa mạch thì không bao giờ mấy chị cắt cam, cắt chanh, mấy chị cắt thịt lục mà nó bị vàng á, ra ten á. Ra ten là mình gọi cái tiếng nhân gian, chứ thực ra lúc đó là nó đang bị nhiễm, kiểu như là nó đang bị ra cái chất sắt của nó đó. Mình ăn uống như vậy là nó sẽ bị kiểu như là giờ này mọi người đi làm với hè chi. Em like cái giờ này em like bù vu vơ thôi, đúng hai bữa. Một bữa là em đi Sài Gòn á, em khám bệnh giao tay em về trễ đó, về tới cũng giờ này em live stream mà đông đơn quá trời giờ cũng vậy. Em live dạo mà nó cũng đông đơn bà cố luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Rồi chị nào lấy chốt em là bộ dao này, em sale 95, ưu tiên khách quen thì em bán ha. Bộ dao này rất là xịn, quên cho mấy chị coi là 5 cây dao luôn. Ê, một dao này, hai dao này, ba dao, bốn dao, một cây kéo, một cây bào luôn, 95.000 thôi, bằng lúa mạch nha. Xịn lắm mấy chị, bán kinh luôn. Rồi ok, Phương Huỳnh bán kinh lắm, bán khủng khiếp luôn mấy chị nè. Cái dao này bán khủng lắm, nhà em đang xài nơi. Này là nhà em đang xài nè. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em là bộ dao nha, 95. Em đang xài á, em hay ngày nào cũng sắc nước cam muốn hết á. Mà lúc trước em mua cái dao inox á, sắc một hồi nó hết bén, còn cái dao sắc á là nó bén nhưng mà chút hồi nó bị axit hóa hết. Nó ra màu vàng á, uống nước cam mà cảm giác có cái mùi sắc ở trong đó kinh. Rồi em không muốn nữa, em làm bản bộ này nè. Rồi 95.000 chốt đơn cho em nha. Cái tẩy hồng này em còn vài chai nè, em tặng mấy chị là giá 28 luôn. Cái này gọi là tẩy hồng nhưng mà thực tế là mấy chị, cái đây là mấy chị chốt em mã tẩy hồng nhưng mà nó là dung dịch, nó là nước để vệ sinh cho bồn cầu toilet đó mấy chị. Dao 95 chị Trần Thị Diễm, ok. Rồi ok, bộ dao 95 là chị Trầm Thùy khách mới, cho em số điện thoại chị yêu, chị Ngô Ngọc Sang, ok. 09 rồi ok. Rồi mấy chị chốt em là tẩy hồng 45, em tặng mấy chị giá là 28 thôi, 28.000. Cái này là trà rửa bồn cầu siêu sạch luôn, hàng của Thái Lan nha. Nó sạch bóng hết luôn mà diệt vi khuẩn hết, diệt vi khuẩn đến 99% luôn á mấy chị nè. Đổ lau sàn trà toilet khử hết mùi, nhà em đang xài nha. 45 em xem mấy chị 28 thôi, 45 xem 28, còn mấy chai em xem vui. Chị nào mà theo dõi livestream là biết em đâu có bán cái giờ này đâu. Cái giờ này là cái giờ tàu lao với đau em, thì cái giờ này giờ tàu lao, em không bao giờ em lao cái em bán giờ này luôn á. Chị Ngọc Hiền ok, mà em ưng cái mấy chị thích quá em nhất luôn á. Rồi chị nào lái chốt em là tẩy nha, tẩy bồn cầu hoặc là tẩy hồng đi, 28.000. Trời ơi, em nói mình đi mua chai Vim thôi cũng ba mấy ngàn mà đâu có xài ngon bằng thằng này đâu mấy chị. Vim sao bằng này. Rồi chốt đơn đi giúp em nha, tẩy hồng 28 chốt đơn. Mấy chị có chị đào ở trong đây bị mụn không? Trời, em bán cái kem trị mụn thần thánh này cho mấy chị, tự nhiên cái hàng á hả, quên đăng bài luôn trời. Kem trị mụn nha mấy chị nha, quên đăng bài quên bán luôn trời. Cái này là kem trị mụn thần thánh luôn, dung dịch Hana là 45, dung dịch Hana là 45. Cái này là kem trị mụn thần thánh á, 120.000 mấy chị, em sale 35 luôn, còn ế 5 hũ em sale 35 nha. Ui em quên bán luôn mấy chị ơi, em quên bán luôn. Mà kem trị mụn này hả, hình như em quên bán cái làm nó bị hao rồi, còn có xíu thôi, chị nào lấy em tặng luôn mẹ nó đi. Rồi cái này là kem trị mụn em tặng mấy chị nha. Giờ chị nào có trong đây thì em tặng, chị nào không có thì thôi, đừng có khiếu nại nha. Tại vì hả, em thấy nó còn ít em tặng mấy chị luôn. Kem trị mụn còn mấy hũ em tặng. Có nghĩa là mấy chị lấy ngày nào mấy chị bị cái mụn lên đây này, mình đừng có nặng.